Thưa vị thầy là mình là học tiếp cái bài kinh mà rồi làm được chúng ta nói ra đây là một cái bài kinh mà giúp cho chúng ta có được những cái gọi là định nghĩa hết sức là căn bản về cái samadhi mà chẳng tiến này. Đây là một trong những bài kinh phục vụ cho chúng ta xem như là nắm cái định nghĩa là tất nhiên là chẳng tiến này có nhiều định nghĩa lắm. Nhưng mà đây là chúng ta này đang nắm cái định nghĩa nói về chẳng tiến này, đó là cái bài kinh giúp cho chúng ta có được một cái những cái hiểu biết liên quan đến cái gọi là samadhi được nói đến ở trong là giáo lý của Đạo Phật hay là trong bát thần đạo. Thêm nữa chúng ta đã nói qua cái gọi là cái phần là những cái định nghĩa nội dung của bài kinh thì chúng ta sẽ có nắm cái định nghĩa. Chúng ta có nắm cái định nghĩa về chẳng tiến. Chúng ta hiểu rằng cái chẳng kiến là cái chi phần đầu tiên ở trong cái hệ thống mà bác thành đạo. Thì có thể nói rằng là nó một chi phần hết sức quan trọng, nó có thể nói như là cái chẳng kiến khởi đi hàng đầu. Nó là một đóng cái vai trò này rất là quan trọng trong cái vấn đề là soi đường dẫn bước cho cái vị hành giả trong trên cái lộ trình mà tu học này, hay thực hành giáo pháp Đức Phật ấy, mà hướng đến cái mục đích cứu cảnh thì bao giờ vậy chẳng kiến nó cũng là đóng cái vai trò hết sức quan yếu trong cả suốt cả cái lộ trình ấy này, nó như là một cái ngọn đèn ấy, soi đường ấy, cho cái vị hành giả ấy là đi đúng hướng đi một bước đi một cách đúng hướng, bước đi một cách chắc chắn, một đi một cách vững chắc trên cả lộ trình ấy. Nó đóng cái vai trò quan yếu trong cái vấn đề là định hướng đó, và dẫn dắt cái vị hành giả này, là thực hành một cách đúng đắn, một cách trọn vẹn cái giáo lý giới định tuệ đưa đến giải thoát và giải thoát trước kiến đó. Đó là cái chúng ta hiểu là cái chánh kiến nó có vai trò rất là quan trọng này. Một cái từ khác khả năng là tương tự như thế, chúng ta có thể nói rằng nó là chánh niệm tỉnh giác, hoặc là phải là hôm trước chúng ta có gặp cái từ gọi là yoniso như lý giác sát. Rồi học ở trong cái bài kinh là thứ hai là sabbasava, thì quý thầy nhớ là có cái từ là tương tự như là chánh kiến. Cảm ơn quý thầy. Đó, như cái chánh kiến vậy, ví như là vị tỳ kheo như lý giác sát thọ dùng y phục không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức vân vân, thọ dùng là đồ ăn khất thực vậy, gọi là như lý giác sát, nghĩa là hiểu biết, nghĩa kể cả này là nhận thức rõ, hiểu biết về cái những cái gọi là cái đạo lộ ấy, là cái đường hướng ấy, cái mục đích ấy, họ hiểu biết rất là cái nghĩa rất rộng, ở tùy thuộc vào ở các cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà nó có gọi là có sự nhận thức cái hiểu biết ấy thì gọi là như lý giác sát là vậy nào. Thì ở đây nói vì tỳ kheo như lý giác sát thọ dùng này, hôm vừa rồi tôi có đăng cái bài nữa trên báo là báo Văn Hóa, như lý giác sát đó, hẳn là nằm trong cái bài kinh thứ hai đấy thôi cả, nhưng mà có thể nó bao gồm những cái phương pháp pháp môn đó. Thì đây là nói đến cái vấn đề cũng như là chánh trí kiến vậy, tương tự như thế, nghĩa là nhận biết cái thực tại, cái tâm thức lúc bây giờ nó trôi chảy như thế nào, rồi thực nhận biết những cái diễn tiến ấy, cái thực tại mà chúng quanh ấy, là người ta bắt đầu có sự đối diện với nó, xem nó là đúng hay sai, thiện hay ác vân vân, để mà có thể nói rằng là tiếp thu nó, hay để mà đón nhận nó, hoặc là để mà là đối trị với nó như thế nào, thì có thể nói rằng là cái như lý giác sát này ấy, gọi là yoniso đấy, patisankhana này là tương tự như là samadhi vậy. Này, do đó là một số các cái từ ngữ nó có cái ngữ nghĩa tương đối với nhau, gần với nhau, hoặc là tương ứng với nhau, nhưng mà có thể nói là nó dùng rất nhiều cái từ ở các cái ngữ cảnh Phật khác nhau. Này, thì ở đây chúng ta đang nói đến cái chánh tri kiến là vậy đó. Thì vừa rồi chúng ta nói đến cái gọi là cái nghĩa đầu tiên của chánh tri kiến được nêu rõ ở trong bài kinh này là quý vị tỳ kheo là tuệ tri. Vajanati tuệ trí đấy. Này là biết rõ đó. Này. Chúng ta khi nào nói là tuệ trí là đấy là một cái chữ và đang dùng cái sự hiểu biết hay nhận thức biết rõ mà nó gắn liền với cái gọi là một cái quá trình mà học tập và hành trì giáo pháp của Đức Phật mới lúc bấy giờ mới có gọi là tuệ trí.
Này, cái chữ tuệ trí này đặc biệt cho nó không phải là thức trí, không phải là tượng trí mà. Này, mà thậm chí là nó không phải là thẳng trí nữa. Đấy, mà nó là gọi là tuệ trí. Thì một sự hiểu biết mà phải thông qua cái gọi là sự thực hành của đạo đức và thiền định mới có được cái gọi là thẳng trí, mới có được cái tuệ trí, mới có được cái liễu trí là vậy. Thì ở đây nói đến cái gọi là bậc cái chánh kiến là vậy. Bởi vì sao như thế? Là vì chúng ta hiểu rằng cái chánh kiến này là được hỗ trợ bởi các chi phần khác, các chi phần còn lại của thánh đạo, nghĩa là nó được hỗ trợ bảy chi phần còn lại của thánh đạo, như là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do đó nó gọi là tuệ trí là vậy. Đấy, nghĩa là cái chánh kiến ở đấy là hệ quả của cái công phu mà nhận thức và thực hành bác thành đạo mới có, gọi là tuệ trí, hay là mới có chánh kiến này. Nó hỗ trợ với nhau, nó tương tác với nhau là như vậy. Thì ở đây sở dĩ người ta dùng cái chữ tuệ trí là để biết rằng là đây là một cái nhận thức, nó có thể nói là vượt ra ngoài những cái nhận thức thông thường, do hiểu biết, do là kiến thức này, hay là do những cái tập quán này thế gian. À, đây là một cái sự gọi là nhận biết, cái hiểu biết mà thông qua cái việc mà thực hành hay học tập và hành trì cái giáo pháp giác ngộ mà nó có, nên là có sự tuệ trí này, cái nhận thức ấy này. Thì vì chúng ta sang cái định nghĩa thứ nhất là vậy đó. Vì tỳ kheo thế nào là chánh kiến thì tôn giả Sariputta cũng nêu rất là rõ cho chúng ta biết rằng là vì tỳ kheo là vì hành giả là tuệ trí được rằng là thiền, thiền là kusala, rồi bất thiền akusala, rồi cội rễ của cội gốc là cội rễ của thiền và cội rễ của bất thiền. Mula chúng ta gọi học rồi, cái từ mula cái gốc rễ cây, rukha là cây, mula là cái gốc cái rễ đó. Thế là cội rễ của thiền và cội rễ của bất thiền akusala mula. Đấy, khi nào mà vị thánh đệ tử, nghĩa là chỉ cho những người mà chuyên tâm hành trì, học tập và hành trì giáo pháp của Đức Phật thì gọi là Ariya, là Savaka là vậy, là thánh đệ tử là vậy. Thì biết rõ hay tuệ trí rõ là thiền, tuệ trí rõ là bất thiền, tuệ trí rõ gốc rễ của thiền, tuệ trí rõ là gốc rễ của bất thiền. Thì lúc bấy giờ là vị ấy được gọi là có chánh kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin là tuyệt đối với pháp, có lòng tin pháp tuyệt đối đó, và thành tựu được cái diệu pháp này. Đấy. Thì đây là cái định nghĩa rất là chuẩn, rất là căn bản của những cái gọi là lời Phật dạy là vậy. Cái giáo pháp Đức Phật này là lưu trữ ở trong các kỳ tạng kinh Nikaya hoặc là Agama vậy, nó có cho giúp cho chúng ta có những cái định nghĩa. Thì từ đó chúng ta thấy nắm bắt được cái Phật pháp là căn bản, hết sức là căn bản, nhờ có những cái định nghĩa ấy. Về chánh kiến như thế nào là chánh kiến, thì này rõ ràng là tuệ trí là thiền này, là mười thiền nghiệp rồi, chúng ta chưa thì chúng ta nói rồi, mười thiền nghiệp á, hay là còn gọi là từ bỏ sắc sân, từ bỏ lý cuốn, cho từ bỏ ta hành trong các dụng, từ bỏ nội lão vân vân, cho đến là có là chánh kiến. Nó biểu hiện qua là ba cái cửa ngõ là thân khẩu ý đó, thì gọi là thiền, thì rõ ràng như thế là mười thiền nghiệp rồi. Thôi thế nào là thiền thì như vậy là đại đề là nói là cái việc là từ bỏ 10 hành vi ác bất thiện về thuộc về thân, về lời, về ý đó. Thì gọi là thiền. Thì đối lập lại thế nào là bất thiện, thì đây là 10 ác nghiệp. Vì ác nghiệp chúng ta chứ không? 10 cái ác nghiệp nữa, 10 papaka. Là papa là ác, kama là nghiệp. 10 cái hành vi ác bất thiện. Ngược lại là kusala. Là kama là 10 thiện nghiệp. Mười ác nghiệp, mười thiện nghiệp này gọi là thiền loại là mười, chỉ cho mười cái thiện nghiệp và bất thiền là chỉ cho mười cái ác nghiệp, để rõ ràng vậy. Thế thế nào là gốc rễ của là thiền, gốc rễ của thiền thì mula là gốc rễ này, cội gốc đó, hay nền tảng đó. Thế rồi này, đây là vô tham vô sân vô si, loba là tham, aloba là vô tham. Đô sa là sân, a đô sa là vô sân, si là mô ha là a mô ha là vô si, vô tham vô sân vô si. Thì gọi là cội rễ nền tảng của các cái thiền pháp, đấy là vô tham vô sân vô si, hay là vô tham vô sân vô không có tà kiến vân vân.
Gốc rễ của thiền pháp là vậy. Đối lập lại, cái gốc rễ của cái bất thiện pháp hay là bất thiện, đấy là tham sân si, lô ba này, đô sa và mô ha, hay là raga này, patiga hoặc là avijja, vân vân, tham sân si. Thì đây là một cái định nghĩa cơ bản nhất. Chúng ta thấy là có năm định nghĩa tất cả thôi, chúng gọi gì cả. Mấy kinh này nó bao hàm năm cái định nghĩa này. Nội dung chính của mấy kinh chỉ nói đề cập đến năm cái định nghĩa ấy. Đây là cái định nghĩa thứ nhất. Chư hiền khi thành đệ tử tuệ trí bất thiền và tuệ trí căn bổn bất thiền, tuệ trí thiền và tuệ trí căn bổn bất thiền, chư hiền khi ấy thành đệ tử có chi chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, đây là những cái phân kết, đoàn kết của bài kinh, kết luận cái nói về cái ý nghĩa đó, nói về cái định nghĩa. Sau khi mà đã nêu trò một cái định nghĩa rất rõ ràng về cái gọi là thiền bất thiền, là cội rễ của thiền và bất thiền, thì tôn giả Sariputta kết luận như thế này: chư hiền như vậy gọi là căn bổn thiền. Chư hiền khi nào thành đệ tử tuệ trí thiền như vậy, tuệ trí căn bổn bất thiền như vậy, tuệ trí thiền như vậy, tuệ trí căn bổn bất thiền như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên, tôi là đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau đau ngay trong hiện tại. Đây là cái kết luận đấy, nói một người có chánh kiến là có cái khả năng để mà đoạn tận được là tham tùy miên. Tham tùy miên là tham tùy miên, raga là tham anusaya, là ngoài là ngủ ngầm ở trong tùy miên, là tham tùy miên. Mà khi một vị thành đệ tử mà biết rõ này thiền, biết rõ bất thiền, biết rõ cội rễ của thiền, biết rõ gốc rễ của bất thiền, thì vị ấy được gọi là có chánh trí kiến, và vị ấy có cái khả năng để mà đoạn trừ những cái gọi là mầm mống gốc rễ, hay là những cái gọi là cái sự tiềm ẩn của tham ở trong tâm thức của mình, được gọi là tham tùy miên. Và vị ấy đoạn trừ được gọi là sân tùy miên. Patiga là sân, hoặc là yabada, anusaya là có nghĩa là nó ngủ ngầm trong, là con chim ở trong đó, nó tiềm ẩn bên trong, nghe là gọi là tùy miên là vậy đó. Đoàn tầng sân tùy miên, nhổ tầng gốc kiến màng tùy miên, kiến màng tùy miên gọi là màng tùy miên đấy, nhổ tầng gốc màng tùy miên là cái tối là này, atta này, màng này, màng là mana này, màng màng này gắn liền với kỷ niệm về tôi, cái này là của tôi là vâng, tôi là tự ngã vân vân, thế này gọi là màng tùy miên, một kỷ niệm về tôi mà nó vẫn ngủ ngầm ở trong đó, vẫn tiềm ẩn bên trong đó, nhưng mà ở người già rất là tinh tế, nó không biểu lộ. Chúng ta nhớ cái gì mà nói là anusaya này, vậy là tùy miên, nghĩa là con chim ẩn bên trong, ở trong tâm thức ấy. Nếu mà ở một cấp độ nào đó mới của chúng ta mới phát hiện nó ra, mới đụng chạm đến nó, lúc bây giờ nó mới biểu lộ. Này, hôm trước tôi còn nói qua rằng năm cái gọi là hạ phần kiết sự, thì ở cái có thể nói là dục giới, nó cho nên là gần gũi mình nhận biết được. Nhưng mà năm thường phần kiết sự như là sắc ái, vô sắc ái, mạng trào cư, vô minh đó, thì những cái gọi là những cái pháp mà ác bất thiện ấy, nó có thể nói rằng ở những cái tầng bậc rất là xấu của cái tâm thức mà chúng ta chưa có dịp để đụng đến. Này, hắn ở một cái cấp độ thực hành hành trì nào, ở một tầng bậc nào đủ của cái tâm thức, lúc bấy giờ mới đụng chạm đến nó, lúc bấy giờ chúng ta mới nhận được việc nó, và lúc bấy giờ nó mới biểu lộ, và chúng ta phải nhờ có chánh kiến hiểu biết nó để mà đoạn trừ nó đi, thấy rõ nó là bất thiện, gốc rễ của bất thiện. Cho nên nhờ đó mà gọi là vượt qua nó đi, loại trừ nó đi, không chấp nhận nó. Thì lúc bấy giờ là vậy. Giờ đây nói đến sắc ái, vô sắc ái, màng trào cự vô minh, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải hành thiền. Này, thì ở đây chỉ cho những cái tâm thức nó ở trạng thái của cái tâm thức là vượt ra ngoài dục giới này, nó đạt ở các cái cấp độ của thiền chứng về sắc và vô sắc, mà lúc bấy giờ cái tâm ấy nó còn ham muốn, thích thú, nó khỏi lạc với những cái cảm giác ấy, cái cảm giác ở trong thiền định, ví dụ như hỷ lạc do ly dục sinh, hỷ lạc do định sinh vân vân, nó ái luyện cái đó thì gọi là sắc ái. Đây ngược lại, nó ái luyện những cái cảnh giới gọi là tịch tình trú lắm. Trước chúng tôi nói là Santa Vihara gọi là
những cái trạng thái mà an tịnh của cái các cái thiền về vô sắc như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi thường thì phi thường xứ, lúc bây giờ cái tâm thức nó thích thú hân hoan ái luyện với những cái trạng huống ấy thì lúc bây giờ được gọi là vô sắc ái. Ái luyện với những cái cảnh giới ấy của cái tâm thức hay trạng huống ấy của cái tâm thức. Thì như vậy là chúng ta biết là chúng ta phải hành thiền cỡ nào mới đụng chạm đến cái đó, hay là lúc bây giờ những cái gọi là cái tùy miên, cái tham tùy miên ấy nó mới dễ khởi là vậy. Chứ còn mình mà chưa vào sơ thiền, chưa vào nhị thiền, chưa vào tam thiền này thì làm gì mà đã đụng đến cái anh này được, hắn vẫn còn ngủ ngâm đóng này là vậy đó. Đây thì ở đây nói đến những cái tầng bậc khác nhau của cái tâm thức, mà khi nói này đến cái tùy miên nghĩa là nó còn tiềm ẩn trong đó, nó ẩn sâu, nó lắng sâu ở trong cái tâm thức mà. Nhưng mà rồi thực hành mình tu tập đào luyện nội tâm đến một cấp độ nào rồi rồi đuổi mới gọi là nó mới có dễ khởi lên, mới đụng chạm đến nó. Thì lúc bây giờ mình nhờ cái chánh kiến này, cái tuệ trí này, cái chánh kiến này nhận rõ nó là thiện, bất thiện như thế nào, để lúc bây giờ mình có cái thái độ là đối xử đúng đắn với nó, hay là vượt qua nó là vậy. Thế chúng ta nhớ là cái định nghĩa thứ nhất là vậy, là đoạn trừ vô minh này, đoạn trừ vô minh này, Avijja là vô minh, Khaya là đoạn trừ đó, tẩy trừ, đoạn trừ vô minh, nó khiến minh khởi lên. Thì đây thì nói đến cái gọi là sự chuyển hóa đi, thay đổi đi, chuyển hóa nó bắt đầu đi, này chuyển hóa tất cả là loại trừ sạch những cái gọi là gốc rễ của là bất thiện pháp đó, này gốc rễ của khổ đau đó, này và làm cho sinh khởi những cái gọi là thiện pháp là minh rồi, là Avijja. Mà đưa đến cái sự gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hàng có cái tiến trình của nó. Này. Thì ở đây nói đến cái như là hệ quả hay là kết quả tất yếu một khi mà đã vì là thành đệ tử mà có được cái chánh kiến là vậy. Nữa. Mà lại tất nhiên chúng ta hiểu rằng cái chánh kiến ở đây là vậy. Nó là hệ quả tất yếu, một cái nhìn thấy, một cái nhận biết rõ ràng và chính xác về tất cả các pháp á. Như là một hệ quả của một cái sự thực hành đầy đủ về là bát chánh đạo, do đó nó mới có cái khả năng là đầy đủ này, đưa đến cái sự gọi là đoạn trừ là tham tùy miên, sân tùy miên, nhổ sạch là tất cả là mạng tùy miên đấy, vô minh tùy miên này. Rồi mới khiến cho minh khởi lên, khiến cho minh là trí đấy, chúng ta nhé, trí tuệ khởi lên đấy. Nó nhờ vậy nó gọi là nó có khả năng để mà cắt đứt hay đoạn trừ tất cả các cái gốc rễ của đau là tham sân si, hoặc là gà là lầu hoặc là dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu là vậy. Thế đây nói đến cái vấn đề là đoạn trừ là màng về vô minh luôn này, nằm trong cái cả cái nắm cái hạ phân kiết sử là vậy này, sắc ái vô sắc ái, màng trào cử vô minh này. Đây là những cái gọi là những cái gọi là gốc rễ cuối cùng của là cái sự sanh tử, hay cái những cái yếu tố mà trói buộc con người ta vào trong cái vòng sinh tử khổ đau là vậy. Đấy, bây giờ nó được đoạn trừ sạch là vậy. Thế đây nói đến cái vấn đề là cái kết quả của cái thấy ấy, cái chánh kiến ấy, nó nhờ cái chánh kiến ấy mà về một vị thành đệ tử có thể nói là đoạn trừ được tham tùy miên rồi, sân tùy miên này, là suy tùy miên hay là vô minh tùy miên, nghĩa là đoạn trừ tham sân si, đoạn tận hết này, nghĩa là đoạn tận tất cả các cái gốc rễ mầm mống của khổ đau, đưa đến cái sự là chấm dứt hoàn toàn cái sự là khổ đau hay tái sinh sinh tử luân hồi, đắc cái quả là hạn. Thì đây là chúng ta có cái định nghĩa thứ nhất, quý thầy nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta sang cái định nghĩa thứ hai là chánh trí kiến, ở đây chỉ cho cái sự là tuệ trí về thức ăn, hay bốn cái loại thức ăn a ra. Sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất mà đã trình bày cái đầu tiên về cái định nghĩa đầu tiên và như là cái kết quả của cái chánh kiến ấy rồi đó, nhờ đó mà có thể nó vị tỳ kheo mà đi đến cái sự là đoạn tận tất cả các cái gốc rễ khổ đau, mà chấm dứt cái sự tái sinh sinh tử luân hồi, đắc quả hạn rồi ấy. Thì các tỳ kheo trong hội chúng ấy là tiếp tục hỏi là tôn giả Xá Lợi Phất, này hiền già, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thành đệ tử có chánh kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này không? Này thì tôn giả Xá Lợi Phất tiếp tục đưa ra một cái định nghĩa tiếp theo, là đấy là cái sự tuệ trí về thức ăn, sự tuệ trí về sự tập khởi của thức ăn, sự tuệ trí về sự đoạn diệt thức ăn, và sự tuệ trí về cái con đường đưa đến sự đoạn diệt thức ăn.
để được xem như một vị mà thánh đệ tử mà biết rõ về thức ăn này, biết rõ sự là sinh khởi của nó, sự đoạn diệt của nó, và biết cái cách thức ấy, mà đi đến sự đoạn diệt các cái thức ăn này, thì đồng nghĩa là vị ấy có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, và có cái khả năng cũng là đi đến cái sự đoạn trừ tất cả các cái khổ đau này. Thì đây chúng ta đi qua cái định nghĩa thứ hai là nói về cái sự là tuệ trí về thức ăn. Chữ hiền đây rồi. Khi nào thành đệ tử tuệ trí thức ăn này, nhớ vậy, tuệ trí thức ăn, tuệ trí sự tập khởi của thức ăn, tuệ trí sự đoạn diệt của thức ăn, và tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Chữ hiền khi ấy thành đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chứ hiền thế nào là thức ăn, thế nào là sự tập khởi của thức ăn, thế nào sự đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Chứ hiền có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sinh đã sanh được an trú, hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh, thế nào là bốn. Thế nói đến cái bốn thức ăn này, cái thức ăn này có cái công năng, hai cái công năng, dùng nhớ là có hai cái công năng. Thứ nhất là nó duy trì cái sự hiện hữu của chúng sinh mà đã sanh rồi, thì nó có cái công năng để duy trì này, để bảo lưu cái sự hiện hữu ấy, là thức ăn là vậy này. Giống như hàng ngày mình đơn giản là phải ăn mà sống nữa, nếu không có thức ăn thì mình không tồn tại được. Và do đến con người khổ là vì vậy đó, bị lệ thuộc, chẳng phải là độc lập đâu, mình phải lệ thuộc ăn mặc hàng ngày, phiền toái biết bao nhiêu rồi. Mấy nhờ cái văn minh hiện đại đồng phát hiện ra nhiều bằng chúa tan cái cảm giác mê mơ cũng ăn của cảm giác của người mà người ta tưởng là đấy là hạnh phúc để ăn là cái thực sự là bị trói buộc trong đồng phiền toái nữa này. Con người mà bị lệ thuộc về cái chuyện ăn chuyện mặc là một phiền toái, bây giờ chưa vậy đó, hằng đánh tạo cái cảm xúc cho chó như vậy là một cái nếp sống đó, tìm thấy hạnh phúc an lạc trong đó, nhưng thực sự phiền toái hết đó, phiền toái ghê lắm. Cái chuyện ăn mặc không là phiền toái, bởi vì những cái điều kiện để phải sinh tồn là vậy đấy, chẳng có sung sướng gì đâu. Do là Đức Phật nói rằng là về ăn về mặc là để mà che nắng che mưa rồi thôi, chẳng có gì nộp phước tiền để thấy chứ. Mà mình thể là không có rồi thôi chứ hằng phiền toái phương tiện vậy. Ăn cũng thế đấy, mặc cũng vậy rồi thôi. Nhưng mà để ăn để làm gì, mặc để làm gì, đấy là đáng cái vấn đề mà đáng lưu ý là ở chỗ đó. Chứ nó không phải là mục đích, nó chỉ là phương tiện để giúp cho con người ta sống, duy trì cuộc sống để làm gì. Ở đây nó có hai công năng là vậy. Thứ nhất là nó giúp cho cái sự là bảo tồn, bảo lưu hay duy trì cái sự hiện hữu của chúng sinh mà đã có mặt rồi, là Buddha đó, hàng đã là sinh thành đã hiện hữu rồi đó. Và thứ hai là hỗ trợ cho, làm điều kiện cho những cái chúng sinh mà chưa sinh thì sẽ sanh ra. Do đó là cái thức ăn là vậy. Hai cái công năng vị thầy nhớ. Thứ nhất là giúp cho cái sự duy trì cái sự hiện hữu, và thứ hai là làm điều kiện cho cái sự hiện hữu ấy lại tiếp tục hiện hữu. Đây gọi là cái hai cái công năng hay chức năng của cái món ăn là vậy. Và có bốn loại, tất cả là có bốn loại thức ăn được định nghĩa là ở đây, là theo quan niệm của Đạo Phật là để mà duy trì sự sống, hay là để mà gọi là để mà làm cho phát sinh một cái đời sống mới, thì nó gồm có là tất cả xem như là bốn cái yếu tố, bốn loại. Thứ nhất là đoạn thực. Đoạn thực Kabalinkara là đoạn thực đó, nghĩa là những thức ăn mà nó vo trong tròn lại hàng cơm hàng ngày đó, thì chỉ cho cái đó Kabalin Kara, nó làm lại tròn lại. Thì hồi cái Ấn Độ là ăn vậy đó, họ ăn bốc, ăn bằng tay á, cho là họ chụm lại vo tròn lại, họ đưa vào trong, họ là ăn đó. Họ thay vì cái muỗng hay cái đũa như chúng ta thì họ ăn bằng tay, nhờ là Kabalin có nghĩa là nó vo tròn lại, làm từng viên á. Đấy đó, thế gọi là Kabalin là vậy. Đây là đoạn thực là vậy. Bốn loại thức ăn là đoạn thực, phải nhận thức rõ. Cái gọi là thế nào gọi là thức ăn là vậy. Nó có bốn loại. Thứ nhất là đoạn thực, bởi vì phải gọi là hàng ngày mình phải ăn là nó mới duy trì được là vậy đó. Nhưng mà chỉ chừng này chưa đủ, hàng còn nhiều thổi thứ khác nữa. Thứ hai là xúc thực. Thứ hai là xúc, pha xa là xúc đó. Xúc thực, xúc là tiếp xúc hàng ngày đó,
Con người ta đâu phải là chỉ chuyện việc ăn không đâu. À, ăn không là mấy yếu tố thôi, còn nhiều yếu tố khác nữa. À, mình duy trì sự hiện hữu hay còn mặt là vậy nữa. Hồi xúc ở đây chỉ cho cái sự gọi là giao tiếp, tiếp xúc, gặp gỡ giữa các căn với các trần như vậy. Thì gọi là xúc, là phát xa là vậy. Nó trở thành như một ăn. Nó hỗ trợ cho cái sự hiện hữu của chúng sinh. Này gọi là xúc thực là vậy. Cho là đôi khi ta gọi là ăn bằng mắt nữa, ăn bằng tai nữa. Hôm nay trở thành một món nghệ thuật là vậy. Nghệ thuật thưởng thức ấy, ẩm thực là vậy, hay văn hóa là cái như thế. Đức Phật nói toàn khổ cả cái chỗ này chỗ. Luôn phiền toái ghê lắm ấy. Thứ ba là tư niệm thực hay là tư ý thực, mana, chetana, tư đó. Tư ý thực, sanh chetana, mano, mana, sanh chetana gọi là tư niệm thực hoặc là tư ý thực. Đây là chỉ cho cái gọi là những cái gọi là tư ý là một cái ý chí, một cái ý niệm muốn duy trì sự hiện hữu của mình, muốn tồn tại, muốn có mặt, vân vân. Thì gọi là tư niệm thực là vậy. Đây là chỉ cho cái ý chí muốn hiện hữu, muốn có mặt, muốn tồn tại, muốn là đây. Hoặc là đôi khi ta gọi là con là thì samkhara có nghĩa là hành, hành trong cái gọi là ngũ uẩn á, mà chỉ cho những các cái tâm sở ấy. Mà đây chúng xem là tư. Tư đây là chỉ cho cái sự ham muốn thích thú đối với là sắc thanh hương vị sức, vậy như là sắc sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, vân vân. Hương đây, pháp tư vân vân. Thì chỉ cho cái hành là vậy, hành trong ngũ uẩn và là sắc thọ tưởng hành thức là vậy. Chứ không phải là hành hành động, chỉ cho cái ý chí đấy. Ý chí mong muốn hiện hữu sự có mặt, sự tiếp nối cái diễn ra vân vân. Thì gọi là tư ý. Này, đây cũng là một yếu tố mà gọi là duy trì sự hiện hữu ấy. Hay nói cách khác là cái chúng ta có thể nói là nó như là một cái từ ngữ mà sau này người ta hay dùng gọi là những cái bản năng hiện hữu. Cái bản năng mà này. Cái bản năng của sự sinh tồn là hiện hữu này. Này, nó có một cái ý chí muốn kéo dài sự hiện hữu ấy, muốn tồn tại, muốn vất vất. Này, thì gọi là tư ý hay là tư niệm thực. Thì nó trở thành như một món ăn, như một cái điều kiện, giống phải món ăn, có thể nói là một điều kiện để giúp cho cái sự sống được duy trì, được bảo lưu, được tồn tại. Và đồng thời cũng là một cái điều kiện để làm phát sinh một cái đời sống mới, một sự hiện hữu mới. Thì do đó gọi là điều kiện là vậy. Món ăn này xem như là điều kiện. Cái duyên, cái nhân, cái duyên. Những cái duyên, những cái điều kiện khiến cho chúng sinh được là duy trì và khiến cho những chúng sinh mới được cái hiện hữu có mặt không vậy. Và thứ năm là thức. Nhà na là thức. Này là thức. Này chúng ta sắc thọ tưởng hành thức. Này. Thức thực. Thì tất cả những cái gọi là bốn cái điều kiện này khiến là duy trì sự hiện hữu chúng sinh đã sinh và hỗ trợ cho cái chúng sinh mà chưa sinh thì nó được sinh. Thì gọi là món ăn là vậy đó. Mà một người chánh trí kiến là phải biết rõ. Thứ nhất là mộng ăn này, ahara này. Thì mộng ăn lại đó, bốn người loại này. Và tuệ trí rõ là cái sự tập khởi của mộng ăn. Sự tập khởi ahara là đa giang gọi nghĩa là sự tập khởi đó. Khổ tập dukkha samudaya. Tập phải biết rõ là món ăn rồi. Món ăn ấy là gì? Đấy chính là bốn cái yếu tố này, bốn cái điều kiện này. Là đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. À, thứ hai nữa là vì ấy phải tùy trí, phải biết rõ là cái lý do sinh khởi của các cái món ăn ấy. À, cái yếu tố, cái nhân duyên, cái nhân mà làm cho các món ăn ấy hay là có mặt, gọi là sự tập khởi của món ăn. Sự tập khởi ấy là gì? Ái chính là sự tập khởi của thức ăn. Ái, chúng ta nhớ này, cái ái. Đây, cái định nghĩa đang là ái này tăng ha. Cái gốc này là cả này, năn đi đó. Hôm trước chúng ta học cái bài kinh đầu tiên là năn đi. Cái năn đi hay là cái ái là một cái diễn biến của cái tâm thức mà không nhận thức được, không biết rõ được. Cái gốc rễ của khổ đau, đấy là khổ đau mà không nhận ra. Cho nên vẫn còn ham muốn nó, thích thú nó, yêu mến nó,
mong muốn nó được tồn tại, mong muốn nó được tiếp tục, mong muốn nó được duy trì. Thì đấy chính là gốc rễ của cái món ăn đó, cũng đồng nghĩa với gốc rễ khổ đau là vậy. Do đó gọi là nó là cái nguồn gốc của là cái thức ăn là vậy, hay là sự tập khởi của thức ăn chính là ái hoặc là cái nên đi đó. Này thì chúng ta học cái bài kinh, nhớ là quý thầy nhớ là 24 pháp của cái bài kinh đầu tiên với cái gọi là cái gốc rễ của 24 pháp ấy, thì tất cả nằm trong đó, cả những cái định nghĩa khổ đau và gốc rễ khổ đau nằm ở chỗ đó. 24 pháp ấy là khổ đau, nghĩa là tất cả những cái gì nó hiện hữu có mặt ở trong cái tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó tiêu biểu cho 24 pháp ấy, thì tất cả ấy là khổ đau cả. Mà không nhận ra mà ai luyện nó này, thì đồng nghĩa với cái việc là tiếp tục mời gọi sự khổ đau này. Này, do đó là gọi là cái, chúng ta nhận ra là cái sự khổ đau và cái gốc rễ khổ đau nằm ở ngay cái bài kinh đó, rất hay. Để từ đó chúng quý thầy là thấy rõ ràng là mình đi sang những cái định nghĩa khác hay những cái lời dạy của khác của Đức Phật là mình nhận ra liền là vậy. Ra đây chỗ này là chỗ này là ái hoặc là nan đi là vậy. Thực ra là chữ này thường dùng nhất, chứ còn chữ nên đi là một vài nơi để dùng, nhưng mà nó đồng nghĩa. Vậy liên tưởng đến cái bài kinh đầu tiên mình học thì nó là nan đi. Đây đấy. Vậy rằng là từ sự tập khởi, nghĩa là từ cái sự mà xuất hiện này có mặt sinh khởi của ái, mà có sự tập khởi của thức ăn, thì đây gốc rễ hay là cội nguồn cái gốc rễ của thức ăn đấy gì khác chính là ái, hay là dục ái, sắc ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái này, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì chúng ta nhớ là vậy, cái ái là vậy, là sáu căn rồi đấy. Ái luyện về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về chúng có gì cả, mà gọi là dục ái đó, hoặc là hữu ái, hoặc phi hữu ái, thì cũng ái như vậy. Người ái về là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, nhưng mà nó sinh khởi ở trong những cái gọi là một người mà có rơi vào cái quan niệm là thường trụ luận đó, thì gọi là hữu ái. Này, nếu sinh khởi trong những người mà chấp là đoàn diệt luận thì gọi là phi hữu ái, chẳng gọi gì cả, một cái hình thức đó mà nó sinh khởi ấy. Đây, ở trong người này người kia này, theo cái chủ thuyết này chứ theo chủ thuyết khác thì gọi là hữu ái hay phi hữu ái. Vậy hôm cái này tôi còn nói qua quý thầy rồi đó, thế đây nói gốc rễ của cái gọi là thức ăn là vậy, là chỉ là ái. Cái thứ ba này là tiếp theo nữa là vị này là đoàn là tuệ tri được cái sự đoàn diệt của thức ăn, sự đoàn diệt của thức ăn. Ahara Niroda là sự đoàn diệt, Niroda là dập tắt cái đoàn diệt đấy, loại trừ đi. Từ đoàn diệt của ái có sự đoàn diệt của thức ăn, này nhớ vậy, ái đấy. Ái sinh thì khổ sinh, mà ái diệt thì khổ diệt đấy, chứ chẳng có gì, không đơn giản vậy thôi. Do đó người đang là tăng ha kha gia này, sự đoàn diệt của ái dẫn đến cái sự đoàn diệt của là thức ăn đi, mình đồng nghĩa là sự đoàn diệt của là khổ đau rồi. Vì thành đệ tử mà có chánh kiến là đồng nghĩa với việc là vì ấy là tuệ trí được cái thức ăn, mà gồm có bốn loại đó. Tuệ trí được ái chính là gốc rễ thức ăn, tuệ trí được là biết rõ là sự đoàn diệt của ái chính là sự đoàn diệt của thức ăn ấy, và cuối cùng là tuệ trí được rằng là cái con đường đưa đến sự đoàn diệt là thức ăn. Satipada là con đường, cái đạo. Đây là địa chỉ cho bậc thành đạo, hay là Magga, là vị tỳ kheo vậy, là vị thành đệ tử vậy. Tuệ trí được, cuối cùng là vị ấy biết rõ hay tuệ trí được rằng là cái phương pháp, cái con đường, cái cách thức để mà đoàn trừ đi đến cái sự chấm dứt cái được. Các cái loại món ăn này đồng nghĩa là chấm dứt sự tái sinh, chấm dứt sự khổ đau. Thì đây gọi là tuệ trí, con đường đưa đến sự đoàn diệt là thức ăn. Aranirodha Gamini Patipada. Patipada có nghĩa là cái con đường hay đạo chỉ cho cái giáo pháp của Đức Phật là bậc thành đạo, hay là Magga, là đạo lộ. Thì đây là chúng ta thấy rằng là cái định nghĩa thứ hai là nói đến cái sự là tuệ trí về thức ăn, sự tập khởi thức ăn, sự đoàn diệt thức ăn, và cái con đường đưa đến sự đoàn diệt của thức ăn là này. Là thế nào là cái con đường đưa đến sự đoàn diệt của thức ăn?
thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đây mặt thánh đạo đấy, chúng ta nhớ là đây là bát thánh đạo á, thì bát thánh đạo, bát thánh đạo. Cái con đường mà đưa đến sự đoạn diệt thức ăn này là gì? Này là chính là bát thánh đạo, hay là giáo pháp của Đức Phật thì gọi như cả con đường giới định tuệ đó. Chỉ có con đường giới định tuệ mà có thể nói là đưa đến cái sự đoạn trừ gốc rễ của khổ đau, đồng nghĩa với đoạn trừ chấm dứt hoàn toàn cái khổ đau là vậy. Thì chúng ta nhớ là vậy, cái định nghĩa rất rõ ràng, mỗi từ là đều có định nghĩa. Thế nào là thức ăn? À, vì ấy là tuệ trí, thức ăn. Này, thức ăn chúng ta biết có bốn loại, tuệ trí, sự tập khởi thức ăn, đấy là biết rõ gốc rễ, ái chính là gốc rễ của cái thức ăn này. Và tuệ trí rõ cái sự đoạn diệt của là ái, tức như là sự đoạn diệt của thức ăn. Và tuệ trí rõ, biết rõ là bát chánh đạo, chính là cái con đường mà đưa đến sự đoạn diệt của thức ăn. Thì như vậy là vì ấy có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực đó, có khả năng mà gọi là đoạn trừ tham tùy miên, sân tùy miên, nhổ sạch gốc rễ mạng tùy miên đó. Và đoạn trừ vô minh tùy miên, khiến minh khởi lên mà đưa đến sự đoạn diệt hoàn toàn cái khổ đau là vậy. Thì đây là chúng ta thấy là cái định nghĩa thứ hai của chánh kiến là vậy. Thì chúng ta sang cái định nghĩa thứ ba, nó đơn giản vậy chứ không có gì nhiều. Như vậy thì có cái việc là những cái định nghĩa nó rất là căn bản để quý thầy mà khi mà sử dụng mới vận dụng để biết rõ rằng là có những cái bài kinh này, biết rằng là cái chánh kiến nó như thế nào, định nghĩa có cái định nghĩa cụ thể và rõ ràng và rất là chi tiết như vậy. Chúng ta sang cái định nghĩa thứ ba về cái gọi là chánh trí kiến. Và khi mà đã trình bày xong cái phần thứ hai là tiếp theo đó là cái tuệ trí về thức ăn, sự tập khởi, sự đoàn diệt và con đường đưa đến sự đoàn diệt thức ăn rồi. Các tỳ kheo lại tiếp tục hỏi tôn giả Sariputta này, nói rằng còn phương pháp nào, pháp môn nào khác có thể là nhận biết được là vị thánh đệ tử có chánh trí kiến được hay không? Này, tôn giả nói có. Và ngài là tiếp tục giải thích, hay là dẫn giải, hay là giảng giải cho các tỳ kheo về cái phương pháp ấy là gì. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí khổ, tuệ trí tập khởi của khổ, tuệ trí đoạn diệt của khổ, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư hiền khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì chúng ta về tứ đế đi. Đây, một cái định nghĩa căn bản nhất mà có thể nói phổ quát nhất, được tìm thấy nhiều nhất ở trong các kinh Phật á, mà nói về chánh trí kiến là tuệ trí về tự đề. Bởi vì thực ra tự đề bao gồm trong đó đầy đủ trọn vẹn trong đó tất cả các cái ngữ nghĩa khác. Khi nào vì thành đệ tử tuệ trí khổ, tuệ trí về khổ tập, đây khổ, thì chúng ta có cái định nghĩa như thế nào gọi là khổ. Đây, tuệ trí khổ giống như thức ăn có bốn loại. Tuệ trí thức ăn, thì thức ăn ấy là gì? Thức ăn ấy là đoạn thực, xúc thực, là tư niệm thực, là thức thực. Bây giờ đây này, tuệ trí khổ như thế nào gọi là khổ? Ở đây có định nghĩa về chữ khổ cho chúng ta biết. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Đây đây, ai cũng biết khổ cái nào rồi. Này, do đó là vậy rồi thôi. Những định nghĩa cơ bản khổ, biết rõ cái ý nghĩa chữ khổ đau ấy, ý nghĩa của dukkha, sanh khổ, già khổ, chết khổ, sầu khổ, bi khổ, u não khổ, vân vân, tóm lại năm thủ uẩn đấy chính là khổ. Thì vì mà một cái vị thánh đệ tử vậy là hiểu rõ toàn bộ cái khổ đau của sự là hiện hữu, với sự tái sinh sinh tử luân hồi này, một cách đầy đủ, một cách rốt ráo như vậy này. Tất cả mọi cái hình thái khổ đau này, của sự hiện hữu ấy, vì ấy nhận thức rõ, biết rõ như thế, thì đồng nghĩa là việc vì ấy đã có cái chánh trí kiến vậy, biết rõ khổ là vậy. Hết thảy mọi cái hình thái khổ đau hay tràng huống khổ đau mà vì ấy có thể là thấy rõ, biết rõ, nó tiềm ẩn trong cái pháp hữu vi ấy, vì ấy thấy được, chứng nghiệm được,
thì vì ấy đồng nghĩa việc vì ấy có chánh tri kiến như vậy cả. Cho nên gọi là gọi chúng là thường thường định nghĩa là vậy đó. Cái định nghĩa là sanh là già chết sầu bi khổ nào vân vân, cầu không được vân vân. Này là tóm lại năm thủ là khổ. Này, nhận thức rằng là cái năm thủ này vì sự hiện hữu của mình đây này. Hay là cái này đồng nghĩa với cái sự có mặt của tất cả các cái pháp hữu vi này. Hay là cái môi trường chung quanh cả thế giới chung quanh chúng ta nó nằm ở trong ngũ uẩn này thì tất cả ấy đều là dukkha cả, là khổ cả này. Và nó biểu hiện ra dưới nhiều hình thái khác nhau với rất nhiều cái trạng huống khác nhau của ông cái gọi là dukkha ấy. Mà vì ấy nhận rõ, biết rõ, tuệ trí rõ là vậy thì đồng nghĩa với việc vì ấy có chánh trí kiến là vậy này. Cái đó là thứ nhất là tuệ trí về khổ là vậy này, một cái sự nhận thức sâu sắc về mà một cách trọn vẹn đầy đủ về cái nỗi khổ đau của sự tái sinh, sự hiện hữu này, sự có mặt ở trên cõi đời này, ở trong tam giới này, thì cái sự nhận thức hiểu biết như vậy về cái khổ như vậy được gọi là có chánh trí kiến là vậy. Thì thứ hai nữa là vì này là tuệ trí là nguyên nhân của khổ. Samudaya này, khổ tập hay là nguyên nhân của khổ. Cái nguyên nhân ấy là gì? Chúng ta không nhớ vậy. Đây cũng chính là ái đấy, chứ gọi gì cả. Đây là sự ái luyến, sự ham thích, sự mong khao khát. Khao khát cái đối với là sắc thanh hương vị xúc pháp vân vân. Thì đây là gốc rễ của cái khổ đau. Gốc của sự khổ đau là do cái lòng ái ái luyện ấy, ham thích ấy, khao khát ấy, mong muốn chiếm hữu ấy, mong muốn sở hữu ấy, thì đó là trở thành cái gốc rễ khổ đau, sự gọi là tập khởi của khổ đau. Nó tương tự như là cái định nghĩa về cái thức ăn vậy đó. Thay vì nói thức ăn thì bây giờ chỉ nói về khổ nên một cái từ chung để chỉ cho những rất nhiều các cái hình thái khác của khổ đau. Nó đây một cái từ dukkha nào nó chỉ rất rộng nghĩa là vậy đó. Mà đây bốn món ăn cũng đồng nghĩa là những cái điều kiện gây nên khổ đau, mà cần phải có gốc rễ của nó là ái dục hay là ham thích, ham muốn. Do đó phải đoạn trừ đi cái lòng ham muốn, thì sự ái luyến ấy đi là đồng nghĩa khổ đau nó chấm dứt là vậy. Thì ở đây là thấy khổ rồi thì thấy cái gốc rễ khổ đau là cái sự ham thích ái luyến đối với khổ đau ấy. Chúng ta không nhớ vậy. Ham thích thấy khổ, nhận thức khổ, thấy có gốc rễ của khổ, đấy chính là cái sự ái luyến không nhận ra đấy là khổ đau. Do đó ái luyến nó đồng nghĩa với cái việc là cứ kêu gọi khổ đau, mời gọi sự khổ đau để tiếp tục kéo dài, tiếp tục hiện hữu, tiếp tục sự có mặt của nó. Do đó là ái là vậy, hoặc là nan đi, chúng ta có thể nói như thế. Này, không thấy được 24 pháp ấy là khổ đó. Này, do đó là cái ái luyến với bất kỳ một pháp nào trong đó đồng nghĩa là sự việc là một cứ mời gọi khổ đau, không có gì cả. Thì ở đây vậy, nói dùng cái từ này khổ là khổ chung để chỉ cho 24 pháp đấy. Từ địa thủy hỏa phong vân vân cho đến là Nibbana, Niết Bàn vậy. Chúng ta nhớ là tất cả 24 pháp ấy là nghĩa là nó còn gọi nghĩa dukkha. Mà do vì vô minh, do không nhận ra được là này, nó là những cái pháp sanh diệt, nó là pháp hữu vi, nó là cái pháp là chuyển biến vô thường mà chúng ta không làm chủ được. Này, nó vô thường khổ vô ngã đó. Mà chúng ta là rơi vào sự ham thích nó, ái luyến với nó, ham muốn nó. Thì như vậy là chúng ta được là đồng nghĩa với chúng ta cứ tiếp tục cái sự khổ đau. Nó không nhận ra được rằng đấy chính là khổ đau. Mà chúng ta lại ham muốn nó. Cũng như là tương tự như vậy, cái thân ngũ uẩn của mình vậy, nó toàn là một khối khổ đau đang vận hành này, đang hiện hữu đi chứ có gì đâu. Này, nó chịu sự gọi là do điều kiện sinh, do duyên sinh, một tổng hợp của năm uẩn này thôi. Là chuyển biến nó vô thường, là mình không làm chủ nó được, vô ngã như vậy đó. Nhưng mà rồi là mình lại luyện nó, mình cái khao khát nó, mình mong muốn nó là ngày mai ngày kia mình lại được tái sinh hay này khác. Thế đồng nghĩa về cái khổ đau ấy thì tiếp tục kéo dài mãi là do vì là không có chánh kiến hay do vì vô minh. Thì ở đây là nhận thức được cái gốc rễ vậy này. Gốc rất rễ là cái sự ái luyến ốm ấp thích thú đối với sự khổ đau ấy. Thì chính là cái gốc rễ, cái nguồn gốc, cái nguyên nhân khiến cái khổ đau ấy lại cứ tiếp tục là hiện hữu, tiếp tục có mặt, tiếp tục kéo dài mãi mãi, không bao giờ chấm dứt lại như thế. Thì ái là vậy. Cái thứ tiếp theo là vì ấy là tuệ trí là khổ diệt.
là khổ diệt. Thì đây cho nên ái sinh tức nhiên là khổ sinh, ái có mặt tức nhiên là khổ có mặt, ái hiện hữu là khi nào có ái thì biết lúc bây giờ có khổ, ái sinh thì khổ sinh. Bây giờ chỉ ngược lại, ái diệt thì khổ diệt rồi. Tanaka gia đây, ái diệt đi, hãy đoạn diệt, loại trừ đi, loại bỏ đi cái lòng ham muốn này, đối với cái gọi là cái khổ đau ấy. Mà khổ đau ấy là gì? Đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức là khổ đau, đối với ngũ uẩn nữa, cả một khối khổ đau nữa. Mà từ bỏ đi cái lòng ham, ham muốn đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, thì như vậy là đồng nghĩa với việc là khổ đau chấm dứt, khổ diệt là vậy. Và cái con đường cuối cùng là cái con đường đưa đến là chấm dứt khổ đau. Thế vậy đó. Đây chính là bát hành đạo đó. Cái con đường vì ấy là tuệ trí khổ, tuệ trí sự tập khởi của khổ, tuệ trí sự đoạn diệt của khổ, và tuệ trí con đường đưa đến hay phương pháp, cái cách thức đưa đến sự đoạn diệt của khổ. Và cái con đường ấy là gì? Đây chính là bát hành đạo hay là bát chánh đạo. Tương tự như cái định nghĩa ở đầu, thay vì nói trước đây là nói về thức ăn, bây giờ chỉ nói về khổ, đây chẳng có gì khác cả. Vậy thì khi một vị ngài Sariputta là tiếp tục là kết luận vậy, khi một vị mà thì khi mà có chánh kiến như vậy về là khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, vì ấy gọi là đoạn trừ được sân tùy miên, tham tùy miên, sân tùy miên, đây nhổ tận gốc rễ mạng kiến, kiến mạng tùy miên, là vô minh tùy miên khiến cho mình khởi lên và đưa đến cái sự đoạn rồi là chấm dứt khổ đau là vậy. Thì đây là nói là cái kết quả hay hệ quả tất yếu của người gọi là cái sự sanh khởi, sự là hoàn thiện, sự tu tập đầy đủ về chánh kiến là vậy, nó có cái khả năng để mà đoạn trừ cái khổ đau đi. Và chúng ta hiểu rằng là nói đến chánh kiến ở đây là nói đến cái sự sự sanh khởi, sự hiện hữu với sự là hoàn thiện của là chánh trí kiến của Samadhi, thì đồng nghĩa là sự hoàn thiện của cả hệ thống bát hành đạo, thì nó mới gọi là chánh kiến là vậy, mới gọi là Samma là vậy, bởi vì nó được hỗ trợ cả gồm bởi vì tất cả các cái chi phần khác của bát hành đạo. Hay là nói cách khác là cái chánh kiến đây nó tiêu biểu cho như là cái trí tuệ đó, như là Panya ở một cấp độ mà nó có khả năng để mà đoạn trừ được á, hay trí kiến á, thì nó trở thành như là một trí tuệ, một cái năng lực của cái tâm thức đủ mạnh để mà loại bỏ đi tất cả cái thói quen ham muốn ốm ấp tham tham ái về chấp thủ, thì nó lúc bấy giờ nó trở thành như là gọi là Phan Nha vậy, hay như thật trí kiến vậy, là trí tuệ. Mà muốn có được cái gọi là cái trí tuệ này là, hay là như thật trí kiến này, thì nó là hệ quả tất yếu của là Sila và Samadhi, gọi là giới về định về tuệ, có giới, căn bản của giới phải có định thì mới có tuệ này. Do đó là không là chúng ta hiểu rằng cái chánh kiến đây là tiêu biểu cho một cái gọi là một cái hệ quả, một cái kết quả của sự vận hành của toàn thể là bát thành đạo là vậy. Trong đó có giới, trong đó có tuệ, có định, và trong đó có tuệ. Vì lúc bấy giờ cái chánh kiến đó thành như là trí tuệ này, nó mới đoạn trừ được. Do đó là gọi là có giới hỗ trợ, có định hỗ trợ, là nó trở thành cái năng lực, cái sức mạnh để có thể là cắt đứt hay đoạn tận tất cả những cái thói quen ốm ấp bám víu ấy, hay là ai luyến ấy, này em đi đến sự chấm dứt cái khổ đau là như thế. Này, do đó là chúng ta hiểu rằng là khi mà nói đến tuệ tri này, và vì sao nói là chánh kiến này, một sự nhận thức như vậy, biết rõ như vậy mà có cái khả năng để mà đoạn trừ tham tùy miên, sân tùy miên, vô minh tùy miên này, thì là đoạn trừ tham sân si này, những cái gốc rễ khổ đau này, thì chúng ta hiểu rằng là nói này, nếu trọ chánh kiến, nhưng mà thực sự là đấy là cả một cái sự vận hành, sự hoàn thiện của hệ thống bát hành đạo ở trong đó.
Chẳng phải là nó như một cái định nghĩa mang tính cách như là học thuật hay là tự chương hoặc là cái xúc phạm mà nó có cái công năng chức năng hay chẳng kiến. Đây nói đến cái gọi là một cái tiến trình mà thực hành hay tu tập, nó đưa đến dẫn đến mà mình khởi đầu bằng chánh kiến và nó được thực hành trên nó đưa đến sự vận hành của toàn bộ cả hệ thống là bậc thành đạo ấy, và cuối cùng là đưa đến cái gọi là kết quả là giúp cho vị hành giả là thành đệ tử đấy có khả năng để mà đoạn trừ cái gốc rễ của là khổ đau, là phải chấm dứt hoàn toàn mọi sự khổ đau là như thế này. Thì đấy là cái định nghĩa thứ ba. Chúng ta sang cái định nghĩa thứ tư nữa. Quý thầy nhớ là vậy, nói về cái chánh kiến là cái định nghĩa này là phổ quát nhất, phổ biến nhất và được tìm thấy có thể nói là nhiều nhất ở trong cả các cái kinh điển của Đạo Phật, và nói về cái sự là hiểu biết đúng đắn hay biết như thật hay là thấy rõ về tự diệu đế, khổ tập khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt là vậy. Chúng ta sang cái định nghĩa thứ là tiếp theo là như vậy. Thể theo cái lời là thư thỉnh của các vị tỳ kheo trong hội chúng này, nói rằng là ngoài những cái gọi là định nghĩa đấy đã nêu đó, để còn cái phương pháp nào có thể biết rằng là một vị thành đệ tử có được cái chánh tri kiến hay không, thì tôn giả Xá Lợi Phất lại tiếp tục là nêu ra cái sự giải đáp của mình, nói rằng có. Và có ấy là gì, cái chánh tri kiến ấy là gì? Thế đây chúng ta nhớ rằng là đây là nói về cái gọi là sự nhận thức hay là hiểu biết về lý duyên khởi, hay là nhận thức về duyên khởi, hiểu biết về rõ về cái lý duyên sanh và lý duyên diệt, hay là nhận thức rõ về cái sự sanh khởi của 12 chi phần duyên khởi và sự đoạn diệt của 12 chi phần ấy, một cái sự nhận biết đầy đủ rốt ráo như vậy, rõ ràng như vậy thì được gọi là samadhi, chánh kiến. Cho nên là gọi là chánh kiến là gì? Chánh kiến là biết rõ về tự đế, thế nào nói tự đế là đầy đủ trong cả rồi. Khổ. Cái thứ hai là khổ tập. Là gì? Là lý duyên sanh đó. Khổ tập là lý duyên sanh đó. Ái đó. Ái sanh đó. Ái đưa đến thù, thù đưa đến hữu. Hữu đưa đến sanh, sanh đưa đến già chết sâu bí khổ nào rồi vậy. Này đấy. Trong cái định nghĩa thứ hai á, của là cái giáo lý là tự diệu đế, thì cái định nghĩa ấy là nói về cái lý duyên sanh, và cái định nghĩa thứ ba là khổ diệt là nói đến cái lý duyên diệt của cái hệ thống hay là cái giáo lý là duyên khởi đi và gì cả. Và chúng ta thấy rằng là vậy đó. Cho nên nói rằng là có thể nói là một cái định nghĩa mà phổ quát nhất và bao quát nhất là về tự diệu đế, là bao gồm cả tất cả những cái giải pháp hay pháp môn căn bản của Đạo Phật nằm trong tự đế cả. Cho nên mà ngài Sariputta mình nói giống như cái pháp tự đế nó rộng rãi, giống như cái dấu chân voi một tố, nó bao gồm tất cả các pháp môn khác ở trong đó. Đây đây. Thì giờ chúng ta sang cái định nghĩa thứ ba là vậy đó, một cái hiểu biết hay tuệ trí về cái lý duyên sinh và lý duyên diệt. Chư hiền, có thể có chư hiền khi nào thành đệ tử tuệ trí già chết. Tuệ trí sự tập khởi của già chết, tuệ trí sự đoạn diệt của già chết, tuệ trí con đường đưa đến sự đoạn diệt của già chết. Chư hiền khi vị ấy, này vị ấy có chánh tri kiến già chết. Chúng ta thấy cái chi phần gọi là xem như là cuối cùng của là trong cái hệ thống 12 cái chi phần ấy, vô minh duyên hành thức duyên sắc, duyên sắc lục nhập, nhập xúc, xúc là vân vân, thì già chết. Có chưa? Cái hàng cuối đó, nhưng mà thực sự là trong cái hệ thống á, đi tìm vô minh không nhận thức được vô minh liền, mà thì nhìn thấy cái đấy là nhận biết được cái hiện tượng ấy và bắt đầu đi tìm, thì Đức Phật chứng ngộ là nhờ trên cái sự ưu tư và khắc khoải lâu ngày này, suy niệm lâu ngày, dằn vặt lâu ngày bởi hiện tượng già chết này, mà sao không đi tìm cái gốc rễ vì sao nó có già chết này, thì bắt đầu lần mình phát hiện ra là cả cái nguyên lý của sự là sinh khởi của khổ đau và già chết này. Cho nên thì ngài tập trung vậy đó, ngài trong cái bản kinh thành câu vị thầy đọc rất rõ từng ưu tư khắc khoải vì sao mình bị sanh, bị già, bị chết như thế này, bị sâu như thế này, là mình lại không tìm con đường nào để vượt ra ngoài cái đó. Vì là cả một trải qua một cái quá trình mà sống ở trong cái đời sống trong hoàng cung đó, mà đầy ưu tư về cái nỗi niềm mà khổ đau này, rồi sau đó mới bắt đầu đi tú rồi, rồi xuất đi tú rồi này.
Thì tu sau trải qua cả 6 năm một cái thời gian dài mà tu hành theo hành pháp môn khổ hạnh rồi, cuối cùng có được cái kết quả gì đó. Rồi sau này mình từ bỏ đi rồi bắt đầu mình phải là chấp nhận cái nếp sống ở trung đạo đó. Mình bắt đầu về lại dưới cội cây Asatha mà ngồi thiền định để bắt đầu mới cái ý tưởng ấy, cái ưu tư ấy mà tiếp tục là dằn vặt ráy rứt. Rồi bắt đầu đi chiêm nghiệm đó, bắt đầu suy tư chiêm nghiệm thiền định nó đem chiêm nghiệm để tìm xem cái gốc rễ của những cái hiện tượng mà khổ đau của già chết ấy là gì. Do đây là bắt đầu già chết chứ không phải là bắt đầu vô minh đâu. Đây đi lui lại thấy đó, cái gốc rễ của nó là gì. Để cho đến là già chết là vậy nè. Được thứ nhất là già chết này. Biết rõ già chết tập khởi, già chết đoàn diệt và con đường đưa đến già chết đoàn diệt. Quý thầy nhớ cho mỗi mỗi chi phần như vậy đó. Là già chết. Đi già chết. Thế nào là già chết? Già chết tập khởi, già chết đoàn diệt, già chết và con đường đưa đến già chết đoàn diệt. Đây, cái định nghĩa già chết như thế nào là già chết này. Có, chúng ta có cái định nghĩa đó. À, cho nên là ai mà đọc về cái lý duyên khởi thì vào đây có cái định nghĩa về lý duyên khởi đầy đủ cả, không có gì nhiều. Thuộc bất kỳ loài hữu tình giới nào trong từng mỗi loài hữu tình sự mình một từ trần hủy hoại hoại diệt từ biệt mình chung hủy hoại các uổng vứt bỏ hình hài chứ hiện như vậy gọi là già chết. Định nghĩa già chết đấy, già chết này phải biết rõ cái, biết rõ cái hiện tượng ấy, biết rõ cái bản chất của cái sự hiện hữu ấy, nó là sự quăng bỏ, sự vứt bỏ, sự là của các uổng, sự hủy hoại, sự đoạn diệt tất cả các căn vân vân, là sự đi đến cái sự chấm dứt ấy, cái hình hài ấy thì gọi là già chết đến gọi gì cả. Mà vì thì một vị thánh đệ tử mà có chẳng thiết kiến là phải thấy rõ cái đó, biết rõ cái đó, cái gì có sanh phải có đi đến cái sự hủy, có diệt đi, hủy hoại đi là vậy, biết rõ như thế. Là già chết là sanh và già chết là samudaya, là sự tập khởi của già chết. Sự tập khởi là gì? Sanh chính là sự tập khởi, có sanh thì phải có già chết. Nên chúng ta nhớ về sanh jati là sanh. Vì thành đệ tử tuệ trí già chết, tuệ trí già chết tập khởi, biết rõ là có sanh, sanh chính là gốc rễ nguyên nhân hay không của cái già chết, biết rồi sự tập khởi là vậy, sự đoạn diệt Niroda, sự đoạn diệt của già chết là gì? Thì chúng ta cũng có cái định đoạn diệt. Từ sự tập khởi của sanh có sự tập khởi của già chết này, nhớ về cái nguyên nhân, có thể nói là hai cái nguyên nhân gần nhất thì nguyên nhân trực tiếp nhất của già chết đấy là sanh, chứ không phải là một chỉ nguyên nhân đấy. Nhưng mà nó có thể nói là nhận diện nhận diện trực tiếp nhất, gần nhất đấy là cái hiện tượng và xuất hiện, hiện tượng là tái sinh, hiện tượng có mặt, hiện tượng sanh khởi. Thì nó là cái gì có sanh ra thì tất nhiên là sẽ có già chết đi, cho nên xem như là một cái gọi là nhân gần á này. Nhưng mà rõ ràng là đấy không phải là một cái yếu tố duy nhất này, nhớ vậy. Trong đạo Phật vậy là không có cái gì là một cái yếu tố nào là duy nhất, cái cả mà có thể nói rằng là đấy là sanh cũng là một hiện tượng, một cái điều kiện hiện hữu hay sự có mặt của rất nhiều các yếu tố khác nó hình thành ấy, nó gộp lại là nó tập hợp lại mới có cái hiện tượng gọi là sanh. Đấy, cũng tương tự như vậy thì già chết như vậy. Đấy, nhưng mà nó có thể nói là cái nhân mà gần nhất, dễ nhận diện nhất này, nó đưa đến cái hiện tượng là già chết thì bởi vì có cái sự sanh khởi ấy, có cái sự ra đời ấy, có cái sự xuất hiện ấy mới có cái già chết, thì cho nên được gọi là chỉ thẳng đấy là cái nhất gần nhất là sanh. Rồi sự đoạn diệt ấy là gì? Từ sự tập khởi của sanh có sự tập khởi của già chết, từ sự đoạn diệt của sanh đây đây, từ đoạn diệt đấy ra tí khả giả là ra tí Niroda. Sự đoạn diệt của sanh, không có sanh có mặt thì già chết cũng có mặt đấy chứ có gì đâu. Thì chúng ta ở đây nói đây những cái gọi là những cái gọi là kỹ cái sự sanh khởi của tất cả các cái chi phần duyên khởi là vậy. Nó là một cái sự sanh khởi do điều kiện, do nhân duyên, nó hỗ tác tương tác với nhau, nó hình thành nên cả cái gọi là một cái chuỗi đấy. Đấy, cái chuỗi của gồm các cái nhân này dẫn đến khổ đau là vậy. Và cái cuối cùng là đoạn diệt cái con đường đưa đến sự đoạn diệt của là
là già chết, đường ấy là gì? Đây là bạc chánh đạo, chúng ta nhớ vậy. Đây cũng là bạc chánh đạo, đường giới định tuệ thôi. Chỉ có con đường là thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật mới có thể nói là đi đến cái sự là đoạn trừ khổ đau, chấm dứt cái sự tái sinh sinh tử luân hồi, đoạn trừ cái gọi là già chết này. Này, già chết là biểu hiện một hiện tượng của khổ đau đang biểu lộ ra, chẳng có gì cả. Mầm mống của nó, gốc rễ của nó đấy là khổ đau, nhưng hiện ra dưới cái hình thức này hình thức khác, gọi là già hoặc sanh hoặc là già. Này, thì tất cả đấy là hiện tượng khổ đau cả, chẳng có gì cả. Nói về cái gọi là chánh tri kiến đối với là cái lý duyên khởi là vậy đó. Một vị mà gọi là có chánh tri kiến thì vì vậy phải biết rõ rằng là 12 cái chi phần này, gốc rễ khiến cho 12 chi phần này hiện hữu có mặt, đồng nghĩa khổ đau có mặt, và cái sự đoàn diệt của cái gốc rễ mà được sự đoàn diệt của các cái chi phần này khiến cho cái hệ thống ấy gọi là không còn được vận hành nữa, đồng nghĩa về việc là khổ đau đi đến chấm dứt. Và cái cách thức hay con đường, cái phương pháp khiến cho cả một hệ thống này không còn vận hành đưa đến sự khổ đau chấm dứt thì phương pháp ấy là gì? Thì chúng ta thấy mỗi định nghĩa nói lên cái ý nghĩa rõ ràng về cái sự hiểu biết rất rõ ràng hay chánh tri kiến về cái lý duyên khởi là vậy đó. Hiểu biết về 12 chi phần này, sự tập khởi của 12 chi phần này, sự đoàn diệt của 12 chi phần này, và cái cách thức, cái con đường của sự đoàn đi đến sự đoàn diệt của 12 chi phần duyên khởi là vậy. Thì chúng ta qua cái thứ hai là sanh, gia ti là sanh. Đây cũng vậy, họ biết rõ già chết rồi, họ biết bây giờ chữ tiếp theo là cái chi phần thứ hai là sanh, biết rõ là sanh vì tuệ tri. Khi nào thành đệ tử tuệ tri sanh, gia ti là sanh, là sự tập khởi của sanh, tuệ tri đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sanh. Chứ hiện khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Đây đây, chúng ta nhớ thứ hai là sanh. Nhớ là 12 chi phần đấy, quý thầy nhớ vậy. Nắm bắt được toàn bộ cái 12 chi phần ấy, cái ý nghĩa căn bản của mỗi chi phần, cái sự tập khởi của mỗi chi phần và cái sự đoạn diệt của mỗi chi phần ấy. Đây thì gọi là lý duyên sinh và lý duyên diệt là vậy. Và cái cách thức, cái con đường đưa đến cái sự đoàn diệt của 12 chi phần ấy đồng nghĩa với là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Thì con đường ấy là gì? Đấy, mà khi một vị mà thành đệ tử mà có cái sự hiểu biết đầy đủ và tròn vẹn về như vậy về 12 chi phần, về sự tập khởi của 12 chi phần ấy, về sự đoàn diệt của 12 chi phần ấy, và về cái con đường đưa đến sự đoàn diệt của 12 chi phần ấy, thì khi ấy vị ấy có cái gọi là chánh tri kiến là vậy, có khả năng này, chấm dứt khổ đau là như thế. Đấy, do đó cái định nghĩa thứ cái chánh tri kiến thứ tư là vậy. Đấy, quý thầy có thể ghi một cái tổng quát chung vậy. Còn ở đây thì chúng ta có cái tài liệu rồi, quý thầy có thể về tham khảo hay là đọc thêm. Đấy, bây giờ chúng tôi nói sanh là vậy đó, liền nhiều quá cho nên là 10, 12 cho đến 12 này. Thì mà trong này có định nghĩa thế nào là sanh, có định nghĩa thế nào là sự tập khởi của sanh là gì, chúng ta cứ men theo cái 12 chi phần này là biết rồi đấy. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc thì lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thù, thù duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh già chết sầu bi khổ não vân vân. Thì tất nhiên là cái gì? Sanh đây là cái định nghĩa thế nào là sanh, sự xuất sanh, sự hiện hữu, sự có mặt hay sự là hình thành của ngũ uẩn vân vân thì gọi là sanh. Cái nguyên nhân mà đưa đến có cái sự sanh khởi của cái có mặt của sanh này là gì? Đấy là chính là thù đó. Cái có thù thì có sanh đấy. À hữu, xin lỗi, ba ba là hữu chứ không phải thù. Ba ba hữu ở đây chứ, có hữu thì có sanh. Ba ba là sự đoàn trừ của hữu này thì đồng nghĩa với sự đoàn trừ của sanh đi. Và bạc thành đạo chính là cái phương pháp, cái con đường đưa đến cái sự đoàn trừ của sanh. Bởi nó cắt đứt cái hữu đi, loại trừ cái hữu đi, thì hữu diệt thì là sanh diệt là thôi. Thì vậy chúng ta tiếp theo nữa là nói đến cái gọi là cái hữu ba va. Thì như thế nào là hữu? Thì có cái định nghĩa của hữu. Như thế nào sự tập khởi của hữu? Như thế nào sự đoàn diệt của hữu? Như thế nào gọi là cái con đường đưa đến sự đoàn trừ của hữu? Thì trong này là có đầy đủ này về cái sự những cái định nghĩa căn bản về 12 chi phần
sự tập khởi của 12 chi phần, sự đoàn diệt của 12 chi phần và cái con đường đưa đến sự đoàn diệt của 12 chi phần duyên khởi ấy là trong sách. Cho nên là cái định nghĩa thứ tư này chúng ta đây quý thầy đây nắm bắt cái đó. Chúng ta sang cái phần cái định nghĩa thứ năm mà. Thứ tư là về duyên khởi gì nữa. Quý thầy là thuộc lâu là thuộc lâu rồi gì nữa. Nhưng cái này mình học không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà điều nói là để mà cảm nhận cái nó mỗi cái để hiểu rõ nó, để cảm nhận cái nó cần thời gian cái. Còn mình biết là ngôn ngữ để hiểu ra thì vậy là tới chứ còn nó sâu lắng hết. Cái là chỗ này là Đức Phật nói là cái pháp này thật là sâu kín, khó thấy khó chứng đó, tịch tình ví diệu. Mà do ta chứng được, do đó là khi mà chứng được cái pháp này là để thấy khó khăn quá đi, sâu xa sâu kín quá đi. Mà do ta chứng được thật là sâu xa sâu kín khó thấy, con ở chung quân chúng này nghĩa là ngài thấy chúng sinh á, thấy ưa ai dục, thích ai dục, đam mê ai dục. Do đó là ngài mà nên là thật sự khó cho những chúng sinh mà con đam mê ai dục có thể là hiểu được cái pháp này, pháp duyên khởi này đấy. Này với cái suy nghĩ như vậy, do đó là ngài có cái một cái thoáng ngập ngừng, nó cũng muốn thuyết pháp là vậy đó. Bởi vì thấy sự chứng ngộ của mình về pháp duyên khởi nó khó khăn quá, nó xấu xa cái pháp ấy, xấu kín quá đi. Mà ngài nỗ lực đi, tu tập mà nỗ lực khi cờ của ngài đó mới thấy cũng vất vả lắm cho cái vấn đề chứng ngộ ấy. Hơn nữa là chúng sinh mà còn những cái đam mê ái dục như vậy, còn cái tập quán tập khí ấy thì nói làm sao có thể hiểu được cái gọi cái sự sâu xa vi tế thể nhị của cái giáo pháp duyên khởi này. Nói với cái suy nghĩ do đó ngài còn một thoáng ngập ngừng là vậy, nói thôi chắc mình đừng có thuyết pháp nữa, rồi thuyết mà cũng chúng sinh hiểu mình thì thấy mệt mỏi thôi, mệt nhọc thì thôi chứ không phải gì cả. Thằng cũng có lý do trong đó, tất nhiên là có nhiều trận giải khác nhau, có nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến cái thái độ ngập ngừng của Đức Phật ấy. Nhưng mà thực sự cũng rất là chúng ta có thể hiểu là vì sao có ai còn thoáng ngập ngừng như vậy. Đơn giản là tất nhiên còn nhiều, có thể người ta sẽ suy luận nhiều lý do khác nữa. Thì đấy là nói cái định nghĩa thứ tư là vậy đó. Quý thầy này là cái sự tuệ trí. Chúng ta đi sang cái thưa quý thầy là cái định nghĩa cuối cùng là định nghĩa thứ năm á. Để biết rõ một quý vị có chánh trí kiến hay chứ có trí kiến chánh trực đó, mình có thể là có được đạt được cái lòng tin hoặc là bất đồng đối với Phật, đối pháp, đối với tăng, và thành tựu được hay là đi tròn cái con đường mà hướng đến cái mục đích giải thoát và giác ngộ, là thành tựu cái sắc đam ma, thành tựu được cái diệu pháp này, là nói đến cái gọi là có thể là đi tròn cái con đường giới định tuệ đưa đến cái mục đích là giải thoát và giải thoát trí kiến đó. Thì gọi là thành tựu diệu pháp này là vậy, là đạt được cái mục đích cứu cánh và giác ngộ, cứu cánh giải thoát, cứu cánh niết bàn. Thì một quý vị mà có được cái chánh trí kiến như vậy và thành tựu được cái kết quả mà có thể nói là lớn lao này, thì là hoàn toàn bị nhờ vào gọi là chánh trí kiến. Cái định nghĩa cuối cùng của cái chánh trí kiến thì chúng ta ở đây là nói về cái sự là tuệ trí về lậu hoặc. Chúng ta có từ gọi là sabba này, tất cả lậu hoặc. Trong trước chúng ta đã nói qua một cái cách tổng quát về cái nghĩa cái lậu hoặc là nó rộng, là chữ asava này là vậy, nó bao gồm tất cả những cái gì mà gần là những cái gì mà khiến khổ đau cứ tiếp tục là phát sinh kéo dài tồn tại mãi mãi, thì những cái gọi là cái nhân tố ấy được gọi là asava là lậu hoặc, hay là những cái pháp mà ô nhiễm nó đưa đến cái sự khổ đau, làm cho khổ đau ấy cứ là tiếp tục là hiện hữu, tiếp tục có mặt, tiếp tục kéo dài, tồn tại mãi mãi không có chấm dứt á, thì những cái nhân tố mà ô nhiễm ấy được gọi là asava, cái lậu hoặc là vậy. Nên cho nên là chúng ta thấy là trong cái bài kinh mà tất cả các lậu hoặc là đưa Đức Phật nêu ra là 7 cái phương pháp tất cả, mà nó bao gồm cả trong cái suy nghĩ của chúng ta, tư duy chúng ta như thế nào, từ đó cái pháp ô nhiễm nó có thể phát sinh. Nếu như mà không như lý tác ý thì nó những cái ô nhiễm phát sinh ngay, hay là có suy nghĩ sai lầm mà cứ bị loanh quanh luồng cuồng cái ngã ám ảnh về ngã tượng ấy,
những cái ô nhiễm của tâm thức là từ đó nó phát sinh, hay là làm cho cái tâm được phải ô uế đi. Ngược lại, để mà loại trừ được những cái gọi là cái lậu hoặc nó phát sinh đó, nó liên quan trong cái ý nghĩ, thì vì ấy phải gần gần là nuôi dưỡng cái gọi là yoniso manasikara, là phải tác ý, như lý tác ý mới đúng. Hay suy nghĩ chính chắn, suy nghĩ đúng đắn, hay là khởi lên cái nhận thức, cái dòng, để cho cái dòng tư tưởng của mình, cái dòng tâm thức của mình nó trôi chảy theo là phù hợp với chánh pháp, phù hợp với cái lời Phật dạy. Nghĩa là cái tư duy nhận thức của mình hay cái tâm thức của mình cũng vậy vậy. Phải để cho nó vận hành theo cái hướng này, nó nhận biết ra tất cả các cái pháp là do duyên sinh, do điều kiện sinh. Rồi tất cả các pháp là hữu vi, là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Thì mình gọi rằng là cái sự mà nhận thức này đấy, hay là sự khởi tâm như vậy, mà theo cái chiều hướng ấy thì gọi là như lý là vậy. Gọi là như lý tạc ý. Do đó cái nghĩa như lý tạc ý là gì? Nghĩa là không rơi vào cái gọi là những cái tư duy luẩn quẩn liên hệ đến ngã, liên hệ đến thế giới ấy, hay là tư duy mê chấp đó, hay là gọi là ngã luận thuyết ấy, hay thế giới luôn nữa, ngã luôn với thế giới luôn nữa. Đừng để nó rơi vào, và chỉ gọi là tập trung khởi tâm ấy, làm cho cái tư duy của mình nó trôi chảy, nó vận hành theo cái cách là tập trung xem xét về khổ, khổ tập, khổ diệt, và con đường đưa đến khổ diệt. Thì như vậy là cái sự vận hành của tư duy như vậy thì gọi là sanh khởi, và vận hành của cái tư tưởng như vậy thì gọi là như lý tác ý là vậy. Thì nhờ cái sự như lý tác ý như vậy mới gọi là các cái lậu hoặc không có phát sinh. Chưa sinh thì nó không phát sinh, mà nếu nó đó đã phát sinh rồi thì nó được đoàn diệt đi. Thì đấy chúng ta không thấy cái phương pháp đầu tiên gọi là lậu hoặc là được đoàn diệt nhờ tri kiến là vậy. Cái thứ hai là nhờ cái gọi là thọ dụng với phòng hộ. Thế đấy nói đến cái những cái phiền nào, các cái lậu hoặc, những cái pháp ô nhiễm có thể phát sinh do duyên các căn tiếp xúc ở các trần, là tham và ưu có thể phát sinh. Thì tham và ưu ấy là asava. Này, thì chúng ta thấy cái nghĩa chữ asava này rộng là vậy. Những ý tưởng mê lầm, những ý tưởng điên đảo, vâng, thì gọi là asava, bởi vì nó là nhân khiến cho cái sự khổ đau và phát sinh. Rồi những cái tham và cái ưu cũng là asava, bởi vì nó là nhân khiến cho khổ đau nó phát sinh. Rồi liên hệ đến cái pháp môn nữa là thọ dụng. Thọ dụng phải thọ dụng đúng pháp, và là như lý giác sát vậy. Thọ dụng ý ảo thức là đồ ăn khất thực, sang tòa dược phẩm trị bệnh, như vậy cũng phải là đúng pháp. Đấy, để mà ngăn ngừa những cái, hay là chống đỡ lại những cái phiền não, cái khổ đau phát sinh do cái sự hiện hữu, do điều kiện này điều kiện khác rồi đó. Ăn mặc là để mà làm cái việc đó, để duy trì sự hiện hữu. Chứ còn nếu mà ăn mặc thì mình để mà rơi vào cái tâm tham hoặc là ưu hay bực phiền, cái là như vậy là lậu hoặc nó phát sinh, đồng nghĩa là những cái pháp ô nhiễm phát sinh, nó sẽ dẫn đến khổ đau. Do đó là trong cái vấn đề sinh sống vậy, trong những cái điều kiện mà mưu sinh của mình, sinh sống của mình vậy, mình phải nhận thức cho đúng để mà sử dụng cho đúng là vậy. Còn nếu sử dụng không đúng là phiền não, gọi là các phiền não là nhiệt não đó, tàn hại nó sẽ khởi lên. Hay nghĩa là đồng nghĩa với cái việc là các cái asava này, những cái ô nhiễm phát sinh và khiến cho khổ đau phát sinh. Nhưng mà nếu thọ dụng đúng thì đấy có thể nói là những cái gì chưa sinh thì nó không sinh, mà nào đã sinh rồi thì nó được trừ diệt đi. Thì gọi là ăn uống phải đam, hay là vui đùa phải đam mê để trang sức nữa, ăn là để mà gọi là duy trì sự hiện hữu đó, ăn để mà hỗ trợ phẩm hạnh, nghĩ rằng là ta diệt trừ khỏi cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới đó. Nghĩa là xua tan cái cảm giác đói đi, và nó không để, nghĩa là ăn đúng pháp thì sẽ có sự phòng hộ, không để cho cái tham về cái ưu nó sẽ sinh khởi trong cái lúc mình ăn. Cho dù gặp phải là cái món ăn ấy là ngon thì mình cũng tham, mà giờ là mình bực phiền ưu là vậy. Do là ăn có phòng hộ là vậy, nó đúng pháp là vậy, cho nên những cái phiền não là hoặc không có điều kiện để sinh khởi là vậy. Thì chúng ta cũng thấy là mỗi pháp môn như vậy để nói lên cái nghĩa rộng của cái asava, cái lậu hoặc này nó rất là rộng là vậy. Nó có thể nói là một cái định nghĩa căn bản là tổng quát là những cái gọi là pháp ô nhiễm mà dẫn đến khổ đau, thì đấy là asava là vậy. Thì đây nói đến cái vấn đề là cái vị thánh đệ tử tùy trí được cái asava này, những cái lậu, cái sự gọi là sự rò rỉ hay sự phát tán của những cái pháp ô nhiễm khiến khổ đau ấy, nó sinh khởi,
hiện hữu là có mặt. Thì vì thành đệ tử là vậy, cần phải nhận biết cái các cái gọi là lậu hoặc. Và lậu hoặc thì chúng ta biết rằng là nó định nghĩa thì rộng, nhưng nó có thể nói bao gồm lại trong ba cái gọi là gì căn bản đấy là dục lậu. Hôm trước chúng ta có nói rồi, hữu lậu và vô minh lậu. Và vô minh lậu Abhijja Sava hay là ba lậu. Thì dục lậu là gì chúng ta cũng nói rồi, nhưng cái pháp ô nhiễm dẫn đến khổ đau mà do duyên sự tham đắm đối với sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, thì gọi là dục lậu rồi. Hoặc là đối với cái gọi là những cái sự ô nhiễm nó tả phát sinh, nó phát tán ra hay rò rỉ ra, rỉ chảy ra do cái lòng ham muốn đối với là sắc đẹp tiếng hay hương thơm vị ngon cảm xúc êm dịu, hoặc là do sự ham muốn đối với tài danh sắc thực thủy như vậy, thì gọi là dục lậu. Do cái duyên mà tham muốn ái luyến đó, thích thú đó, say đắm nữa đó, và những cái pháp ô nhiễm, những cái sự ô nhiễm đó nó phát sinh mà đưa đến cái khổ đau do cái duyên ấy, những cái pháp ấy nó phát sinh đó, những cái gọi là cái căn, cái gốc rễ của khổ đau nó phát sinh, những cái ấy gọi là lậu hoặc, là được mệnh danh là dục lậu là vậy. Cái thứ hai là hữu lậu. Hữu là ba va, là hiện hữu, là cái sự là có mặt đó, ba va. Thì chúng ta có thể nói định nghĩa tương tự vậy. Nhưng cái pháp nhiễm ô mà dẫn đến khổ đau do là mê lầm cái sự là đối với cái sự là hiện hữu, đối với sự tái sinh, do mê lầm không thấy rõ sự tái sinh ấy là khổ đau mà ôm ấp nó, thích thú nó này, thì gọi là hữu lậu là vậy này. Hữu đây ba va là hữu đấy, hữu là hiện hữu á. Thì đấy, hàng mê cũng giống như là mê lầm này thôi, không thấy được cái sắc thanh hương vị xúc pháp, đấy là cái chỗ mà chỗ là có thể là phát sinh những cái khổ đau, cái nhấn của khổ đau mà mình mê lầm, mình ái luyện nó, thích thú nó, đam mê nó, chạy theo nó, thì đồng nghĩa là khiến cho những cái gọi là ô nhiễm, cái pháp ô nhiễm phát sinh, lậu hoặc phát sinh, thì từ đó dẫn đến khổ đau là vậy. Thì ở đây về do mê lầm cái sự kiện hiện hữu, sự tái sinh ở trong cảnh giới này cảnh giới khác đó mà hoàn toàn mê lầm, khiến cho những cái gọi là mình cái ái luyến và thích thú về nó, làm cho cái tâm nó ô nhiễm đi, thì được gọi là những cái lậu hoặc mà phát sinh do duyên cái gọi là mê lầm, sự thiếu hiểu biết về cái hiện hữu này, là gọi là hữu lậu là vậy. Những cái pháp ô nhiễm dẫn đến khổ đau do mê lầm về cái sự kiện tái sinh hay hiện hữu này, đơn giản vậy thôi, cái định nghĩa rõ đấy. Chúng ta qua cái hệ thứ ba, vô minh lậu, Abhijja. Thế nào là vô minh? Một định nghĩa tổng quát nhất ấy, phổ quát nhất của vô minh là, vô minh thì chỉ nghĩa là hẳn là vậy rồi, đã cái mang đó rồi, thì bao nhiêu cái chuyện chi mà hẳn mê lầm sai lầm là dẫn đến khổ đau là do vô minh cả, giai do vô thị tham sân si cả, cho thực sự ngày không có lỗi, không có ai có lỗi cả, mà chỉ có là do tham sân si cả. Cõi câu này hay. Còn mình cứ chấp nói ông này bà kia, chị này anh kia là có lỗi, chứ thực sự có người ngủ cũng có ngà đâu, có ai cái hiện hữu đâu. Là do cái khối nợ vận hành ấy, là vô, là tham sân si vận hành. Này do đó là cái đồ Phật hay, này cái nhìn đồ Phật là thông thoáng là vậy, cũng có một người cụ thể nào đó, tất cả là duyên. Là tất cả là cái khối đó, khổ đau đang vận hành, đang hiện hữu, cái lỗi nằm ở chỗ đó chứ không phải là có người nào cả. Cái nhìn minh triết, cái nhìn đúng là đầm thắm. Nhìn mở ra cái hướng đi của an lạc rõ ra. Còn chúng ta nhìn là ghét người này ghét người kia là thực ra là không phải cái đó. Không, người ấy đang hay là cái thực thể ấy, là cái hiện tượng ấy đang bị cái những cái kia chi phối, do đó ta bực là bực cái thấy rõ cái gốc của nó. Cái chỗ đó là đoàn tư giúp cho người ta đi ra thoát khỏi được cái đó không ấy. Đấy. Là tự nhiên người nào đẹp liên liên cả chứ. Về thấy cái gốc. Thì đấy là vô minh là vậy đó. Cái định nghĩa phổ quát nhất vô minh là không thấy, không tuệ trí, tự đế là vô minh. Không biết rõ về khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết rõ về con đường đưa đến khổ diệt là gọi là vô minh. Cái định nghĩa này giống như chánh kiến vậy đó. Chánh kiến là rồi như thế nào? Ngược lại với cái gọi là trí tuệ là vậy đó.
trí tuệ là thấy rõ khổ, khổ tập, khổ diệt, con đường đưa đến khổ diệt không phải gì cả, giống như định nghĩa rất là phổ quát của là chúng nhất của cái chánh kiến là vậy. Nói về thấy rõ về bốn sự thật ấy là chánh kiến, là trí tuệ, mà không thấy nó là vô minh thì không có gì cả. Thì ở đây là chúng ta không thấy được này, những cái nhiễm ô, những cái pháp ô nhiễm á, dẫn đến khổ đau do mê mờ về khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, thì gọi là vô minh lậu. Tôi cho là cái nghĩa chữ lậu hoặc là rộng là vậy, nó bao gồm ba cái này là gọi là tổng quát nhất, nó bao gồm lại những cái hình thái này, hình thái khác của pháp ô nhiễm, nó nằm trong ba cái đó. Thứ nhất là dục lậu, thứ hai hữu lậu, thứ ba vô minh lậu là vậy. Nó tất cả là do vô minh cả, mê mờ cả, tái sinh mê mờ về giáo pháp của Đức Phật, về tự đế. Đấy thì vì mà tỳ kheo là vậy là phải biết, thứ nhất là biết lậu hoặc, nghĩa là biết rõ ba cái hình thái tổng quát nhất của tất cả các cái pháp ô nhiễm ấy, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thứ hai nữa là biết rõ về lậu hoặc tập khởi, Samudaya, Asava, Samudaya, tập khởi, sự sanh khởi, sự xuất hiện. Cái gì sanh khởi, cái gì có mặt khiến cho lậu hoặc có mặt, thì đây nói là vô minh, Avijja. Avijja là vô minh, chỉ có vô minh như vậy cả, mà lậu hoặc mê mờ đấy, mê mờ về dục này, mê mờ về sắc thanh hương vị xúc pháp này, này rơi vào cái ái luyến thích thú đối với sắc thanh hương vị xúc pháp này, vân vân, thì từ đó mới bị ô nhiễm, từ đó mới khổ đau mới phát sinh. Cũng vậy, do mê mờ vô minh ấy, về cái sự kiện tái sinh hiện hữu mà ái luyến nó, thích thú nó, rồi đấy khiến cho cái pháp ô nhiễm nó phát sinh, nhà lậu hoặc phát sinh đưa đến khổ đau là vậy. Cũng vậy, do mê mờ về khổ tập diệt đạo vân vân, thì đây chúng ta thấy là vô minh là vậy. Đấy, cái nhân, cái gốc rễ khiến cho cái lậu hoặc có mặt, hay nói cách khác là vô minh sinh khởi thì lậu hoặc sinh khởi. Nirodha là đoạn diệt, thì đồng nghĩa với là vô minh diệt, Avijja. Này, đoạn, sự đoạn diệt của vô minh đưa đến sự đoạn diệt của là lậu hoặc. Hay chúng ta thấy là như vậy đó, chấm dứt vô minh cái sao thôi, mở ra cái chánh kiến cái tự nhiên là vậy thôi nhé. Ở đây vì mê mờ mà hiểu rõ sự thật rồi, hiểu rõ, biết rõ, có trí tuệ, có chánh kiến là vậy thôi. Thì do nên gọi là đoạn trừ vô minh là vậy, thì minh sinh khởi liền đấy, xua tan cái mây cái là tự nhiên là mặt trời nó chói sáng lên vậy, chứ có gì là đúng. Vô minh là cái vầng mây nó che mờ đi, làm khiến cho con người ta mê mờ đi, thì hiện thực không thấy rõ hiện thực đấy. À, khi nào mây được xóa tan rồi, được xua tan đi rồi, thì tự nhiên hiện thực thấy rõ, và bây giờ chỉ là trí tuệ nó sinh khởi đấy vậy, em thấy rõ rồi. Do đó là gọi là đoạn trừ vô minh, vô minh diệt đồng nghĩa với gọi là lậu hoặc diệt, hay lậu hoặc đoạn diệt rồi. Và cuối cùng là con đường Magga hay là Patipada đó, là đạo lộ đó. Con đường mà đưa đến sự đoạn diệt của lậu hoặc là gì, đấy là bậc chánh đạo. À, cứ thực hành bậc chánh đạo là đầy đủ. Vậy là chúng ta thấy là cái định nghĩa thứ tư là vậy, về chánh kiến là vậy. Một vị thánh đệ tử mới biết rõ đây, biết rõ như thế này, lậu hoặc nghĩa là biết rõ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, biết rõ do duyên những cái mê mờ đối với là các dục, đối với cái sự tái sinh, đối với là tử đế đó, mà tất cả các pháp ô nhiễm nó phát sinh khiến khổ đau phát sinh là vì vậy, biết rõ. Và vì ấy biết rõ vô minh, sự mê lầm á, đối với dục này, đối với hữu, đối với vô minh này, sự mê mờ như vậy này, nó khiến cho các cái lậu hoặc hay các pháp ô nhiễm ấy nó phát sinh này. Mà sự loại trừ đi cái sự mê mờ ấy, chấm dứt hay diệt trừ cái sự mê mờ ấy, nghĩa là vô minh diệt á, thì đồng nghĩa với cái việc là các cái lậu hoặc này hay là các cái pháp ô nhiễm ấy được đoạn diệt đi. Và cái cách thức, cái phương pháp á, để mà giúp cho cái sự đoàn diệt tất cả các cái lậu hoặc ấy, hay là các cái pháp ô nhiễm ấy, đấy là chính là sự thực hành cái con đường giới định tuệ, hay là con đường bậc chánh đạo, vậy giáo pháp bậc chánh đạo. Định nghĩa rất rõ, cho nên mỗi cái định nghĩa căn bản là vậy đó. Trên cái cơ sở đó thì muốn mở rộng bao nhiêu mở, thấy đoàn diệt là trí ngộ,
tôi từ đó tôi cũng ít gặp cho nên cũng chưa cái nghĩa hàng có cái từ điển nơi mấy thầy ngữ cảnh nào nữa. Thì tất nhiên có nghĩa đó, ví dụ như là thấy, thì ví dụ như thấy thì hàng về mới thấy chữ ngộ này nhiều nghĩa lắm, chữ ngộ này satori nào nhiều nghĩa lắm, tùy theo thuộc vào cái ngữ nghĩa này, hoặc là trong một văn cảnh nào, trong một quan niệm, trong một chủ thuyết nào thì đôi khi người ta dùng cái từ đó. Ví dụ như chữ ngộ này ở cái quan niệm của người Ấn như thế nào, rồi sang Trung Hoa đôi khi cái chữ ngộ nó cấp độ nào, rồi sang satori của Nhật Bản nó nghĩa gì nữa, rồi đến cái Việt Nam mình chữ ngộ này dùng theo cái nghĩa nào nữa, nó cũng đa nghĩa đó. Do đó là cũng phải khi mà tôi dùng từ là chung là để mình chỉ đang ở các cái cấp độ đấy, cấp độ này cấp độ khác thì cũng phải là tùy theo cái ngữ cảnh hay là cái vấn đề mình khảo sát ấy thuộc về cái quan niệm văn hóa nào á, thì để cho rõ nghĩa là vậy. Đấy, ví dụ như là Việt Nam này, Phật giáo Việt Nam thì dùng chữ ngộ này theo cái nghĩa nào, chứ cũng phải là đôi khi nào cũng phải là đồng nghĩa với chữ ngộ theo nghĩa của chữ Tàu hoặc là Trung Hoa hoặc là Nhật Bản này, có thể có một cái từ dùng gần nhau giống nhau, nhưng mà đôi khi cái ngữ nghĩa của nó ở các cái có thể nó có những cái cách hiểu này cách hiểu khác, do đó cũng có thể nói như thế. Mình có cái từ Phật Hoa đây, quý thầy quý cô hay viết cái câu đó lên trong ngoài bài đầu tiên là bài thi khi nào có cái câu đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí trí kiến đó, trí trí kiến phải không, ngộ nó phải không, ngộ ở đó ngộ nhập ngộ đây cũng nhập nữa, cho nó phải là ngộ không đâu phải không, cho nó phải ngộ nhập đâu, ngộ rồi ngộ nhập là cấp độ của sự tiến tới cái mục đích rốt ráo cuối cùng à, có như thế nhiều vậy lắm, chỉ ngộ vậy à, nhận ra nhận biết ra rồi ngộ ở thiền thì như thế nào theo cái quan điểm của thiền vậy, như thế thì gọi là một người ngộ như thế nào, do đó cũng tùy thuộc vào cái văn cảnh á, hay là về cái quan niệm của một cái học thuyết nào đấy, thì đôi khi có cái từ nhưng mà nó ngụ ý rõ ràng nhất cái từ đó theo nghĩa nào, chủng nào, cấp độ nào của sự thăng tiến về tâm thức, về tuệ giác á, có thể nói như thế. Thì do đó là tùy theo cái đó, chứ còn thầy hỏi cái từ đó thì tôi chỉ biết cái từ rồi là thấy, thì nói là thấy thôi, mà thấy như thế nào nữa, ở cấp độ nào thì nhiều lắm, hoặc là ngộ bất bất thì người ta lại xem lại quá cái đó. Thế cho nên là ngôn ngữ là phức tạp nhiều chuyện lắm rồi vậy, ngay cả ngôn ngữ không đã thấy những kia lắm, nên là cuối cùng lại Đức Phật vậy vất vả lắm thì phải dùng cái ngôn ngữ để thôi, chứ thực sự cho nên đằng sau ngôn ngữ ấy để mà cảm thức á cái đó mình ấy. Con thấy là tiến ngộ là như là thái cái là ngộ của Phật Thích Đạo, nhưng mà sống được với cái khổ Phật Thích Đạo nó gọi là tiến ngộ, còn cái thái được thì gọi là tiến ngộ thôi, để sống được với nó mới gọi là tiến ngộ. Tiến ngộ, kiến ngộ và tri ngộ, hai chữ tri chữ kiến, không tri tri bên này kiến thì đó. Mỗi từ đó, cho nên gọi là chữ tàu cũng nhiều chuyện đấy, đấy, chữ đấy chàng cũng có cả cái cấp độ khác nhau, giống phải có này, nhưng mà điều tôi luôn nói được đấy, hàng này để mà rõ ràng nhất là hàng đặt lại trong cái bối cảnh ngữ cảnh của cái bản văn ấy, để biết được là sử dụng cái từ đó là chuẩn nhất, cái chỗ đó là chỉ cho cấp độ nào của sự tiến của tiền thăng tiến của cái tâm thức hay tuệ giác lúc bấy giờ à, chứ còn hẳn là nghĩa thế vậy đó, mình biết là chữ này chữ tri chữ tiến đây kiến lên là thấy phải không, cái tri là biết thấy, nhưng mà thấy hẳn cũng nhiều nghĩa lắm à, chứ thấy nó khi mới thấy bằng mắt thịt thì hẳn khác đấy, cho nên cái thấy ở đây người đang hàng vậy. Như nghĩa mình cái học cái bài hôm trước tôi có nói qua đấy, là cái tưởng trí thức trí đó, chỉ cho cái này đấy chứ có gì đâu, thấy đó đó, cái nhận biết đấy chứ có gì đâu, nhưng mà ở cả cái cấp độ khác nhau, đấy, ý trí, tưởng trí, rồi thức trí, rồi thẳng trí, rồi tuệ trí, rồi liệu trí nữa,
chữ ngay chữ trí về chữ kiến nên hằng cũng chỉ chung chung vậy đó. Nhưng mà cho nên là mỗi tư vậy hằng đang khảo cứu về cái lĩnh vực nào này, trong cái văn phong nào, trong cái bối cảnh nào thì xem này, thuộc hệ tư tưởng đó, cái tư đó dùng chỉ cho cái cấp độ của tâm thức ở cỡ đó, đó đó thì mới rõ được. Còn nói chung chung là vậy thì biết vậy. À, trong cái gọi là ba chuyện 12 hành tướng đấy, thì có nói đến cái cấp độ đấy. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, về tám năm. Còn lúc mà thấy thì cũng là kiến ngộ. À, kiến ngộ mới thấy này, khai thị này, mới chỉ ra cho này, mới cũng nhận ra vậy thôi, cho thực sự hạng vậy đấy. Hạng phải sống nữa, phải cảm nhận nữa, rồi kinh nghiệm nữa, phải trải nghiệm lâu dài là vậy nữa. Cho nên ta gọi là trong cái từ Bali, ta gọi là học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ, mới chân lý, mới chứng đạt được là vậy. Hạng phải trải nghiệm quá trong đó, hạng làm lâu ngày trong đó. Mà đến đồ gọi là hạng thuần thục đi, hạng chín muôi, chín trắng đấy. Này, thì ở các cái cấp độ khác nhau của sự tiến triển về cái tâm thức, về tâm tuệ giác giải thoát đó chứ không có gì cả. Này, thế đây nói đến vậy thì do đó là mùi tư thầy mà rút ra từ cái ngữ cảnh ấy thì phải xem lại qua cái tư đó mà ngụ ý gì. Đây, thì mới biết được cái ngữ nghĩa của nó rõ ràng này thôi. Là kiến ngộ phải không? Rồi mới sau là mới khai thị là kiến ngộ hả? Dạ. Kiến phải không? Kiến ngộ đấy. Hey. Ờ thì đó thì đúng rồi, thì mới thì ra thì vậy chứ vậy thì gọi là mới thấy đấy này, kiến hả? Rồi sau đó sau sống thực hành là 8-9 năm sau mới gọi là trí ngộ không? Rồi còn cái tư này chứng ngộ này chứ? Ờ thì liệu ngộ nữa cũng trong nhiều tư lắm chứ vậy, cho nếu gọi là ngộ nữa là nhiều thế không? Ờ thì vậy đó. Đây, đây. Cho nên cái từ mỗi từ mỗi từ nhiều nghĩa đó. Hay tùy, tôi được nói rằng là tùy theo cái ngữ cảnh ấy để biết rõ chứ. Còn có thể nó hiểu theo cách này cách khác, vắng phóng mỗi chỗ này hắn nhiều khi cũng đồng nhau lắm. Thì đây là nói đến cái là cái con đường là vậy đó, là bác chân đạo chúng ta nhớ là vậy, là bác chân đạo đó. Thì do đó là cái định nghĩa thứ tư là vậy. À, về cái lầu hoặc là vậy nè. À, một người có chánh kiến đồng nghĩa về việc vì ấy là hiểu rõ về là lầu hoặc tập khởi, lầu hoặc đoạn diệt và cái cách thức, cái con đường đưa đến sự đoạn diệt với các lầu hoặc là vậy. Chứ hiện khi nào thành đệ tử tuệ trí lầu hoặc như vậy, tuệ trí sự tập khởi lầu hoặc như vậy, tuệ trí đoạn diệt lầu hoặc như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt lầu hoặc như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên đây. Tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến màng tùy miên, tôi là đó, cái ý niệm về tôi đó, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Thế nói là cái gọi là cái kết quả của cái gọi là chánh kiến là vậy đó. Có cái khả năng để mà đoạn trừ cái lậu hoặc ngay trong đời này, hiện tại ngay tại đây, ngay đời này đó. Nghĩa là chấm dứt cái sự tái sinh, đắc cái quả là ngay trong đời này, thành tựu được cái quả vị giải thoát giác ngộ ngay trong hiện thế này, trong đời này rồi này. Thế đây là một cái bài kinh mà nói chúng ta có cho chúng ta có những cái định nghĩa cơ bản về chánh kiến. Dĩ nhiên chánh kiến nhiều định nghĩa lắm này, ở tùy thuộc vào các cái cấp độ nhận thức khác nhau. Ở các cái cấp độ như mới sơ cơ bình thường mình thông thường như vậy thì gọi là một cái nhận thức đơn giản về thiện, về bất thiện, về cái xấu, về cái ác, về cái đúng, về sai này nữa, cũng là một cái gọi là chánh kiến. Này, ở một cấp độ khác thì thấy rõ cái gốc rễ của nó, tham sân si hoặc là vô tham vô sân vô si nữa. Này, hoặc là đôi khi thường trong kinh thì nói như thế này, một cái gọi là chánh kiến là như thế này, một cái gọi là có một cái nhận thức hay có lòng tin mạnh mẽ về cái nhân về quả thì gọi là chánh kiến. Này, nghĩa là vì ấy là tin là có cái kết quả của là cúng dường, có kết quả của là tế tự, có kết quả của lễ sinh, rồi có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, rồi có các loài hóa sanh, rồi có là các cái vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh,
Sau khi mà tự mình là tu trì chứng được thành tựu rồi, lại giảng giải trình bày lại cái sự hiểu biết của mình, cái trí kiến của mình về đời này về sau cho người khác, thì một sự nhận thức như vậy, hiểu biết như vậy, tin tưởng như vậy được gọi là chánh kiến. Thì đây có thể nói một cái định nghĩa rất là tìm thấy rất nhiều nơi trong kinh điển. Mà ở đây nói đến cái vấn đề là một người mà nuôi dưỡng được cái là cái lòng tin như vậy về nhân về quả rồi này, rồi có lòng tin nữa rằng là có những con người, có những bậc thánh xuất hiện ở đời này, có những người tốt ở trên cuộc đời này, mà họ có thể nói là chứng đắc được chân lý, và sau khi mà chứng đắc thì họ có thể chia sẻ về sự thật ấy cho người khác. Thì lòng tin như vậy, nuôi dưỡng cái lòng tin, cái nhận thức như vậy thì được gọi là chánh kiến này. Mà bởi vì một cái vì sao gọi chánh kiến là bởi vì khi mà có lòng tin như vậy thì rõ ràng nó sẽ khuyến khích vì ấy một cái nếp sống là tốt đẹp đi này, về tin nhân về quả này, tin là nhân nào thì quả đó, nên là thiền làm thiền thì được kết quả tốt, sống bất thiền thì nhận lãnh cái hậu quả khổ đau v.v. Thì đấy, vì có cái lòng tin như vậy thì vì ấy sẽ nói là cái nhờ cái lòng tin đấy mà vì sẽ nỗ lực thể hiện một cái đời sống là chấm chánh hiền thiện đi này, thì do đó gọi là nó có thể nói là cái chánh kiến là vậy, nó sẽ có tính cách là soi sáng và định hướng giúp cho con người ta là bước đi trên con đường và là an lạc, từng lần lần rời xa những cái khổ đau là như thế, thì gọi là chánh kiến là vậy. Thì chúng ta xem như là kết thúc cái bài kinh này. Thì phần cuối phần C là kết luận là nói đến rằng là khi mà tôn giả Sariputta thuyết giảng cái kinh này xong thì tất cả các vị tỳ kheo hội chúng ấy đều là hoan hỷ và tín thọ lời giảng dạy của tôn giả Sariputta này, là xem như là phần kết luận của bài kinh này. Thì chúng ta nhớ cái bài kinh vậy đó, cho chúng ta nắm cái định nghĩa căn bản về là chánh tri kiến. Thứ nhất là cái sự hiểu biết về thiền, về bất thiền, cội rễ của thiền và cội rễ của bất thiền. Thứ hai là biết rõ về cái là kỹ những cái điều kiện để là khiến cho cái sự hiện hữu của chúng sinh được duy trì, và những cái điều kiện khiến cho là cái một cái sự hiện hữu mới được là xuất hiện hay hình thành. Thế gọi là tùy trí về thức ăn, sự tập khởi thức ăn, sự đoàn diệt thức ăn và con đường đưa đến cái đoàn diệt thức ăn là vậy. Đây là cái định nghĩa thứ hai. Mà thức ăn ở đây đồng nghĩa với cái việc là những cái điều kiện giúp cho những cái chúng sinh đã sinh thì được duy trì, được bảo dưỡng, được bảo tồn, được kéo dài. Và những cái chúng sinh chưa sinh thì do những cái điều kiện ấy mà hiện hữu, mà có mặt. Thì gọi là được mình danh là thức ăn là vậy. Do đó thức ăn được xem như là những cái nhân duyên hay là cái duyên đó, khiến cho cái sự khổ đau phát sinh. Nó đã sinh rồi thì nó lại tiếp tục kéo dài, là chưa sinh thì nó lại được phát sinh. Như vậy là định nghĩa thứ hai là vậy. Định nghĩa thứ ba là nói về cái tuệ trí hay là nhận thức rõ về khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt là tự diệu đế. Là định nghĩa thứ ba. Cái định nghĩa thứ tư là một cái vấn đề là nhận thức rõ, là hiểu rõ, tùy trí rõ về cái là lý duyên sanh, trong đó bao gồm cả là lý duyên sanh và lý duyên diệt ở trong đó. 12 chi phần duyên khởi này, nhận thức rất rõ về 12, cả 12 chi phần duyên khởi ấy, sự tập khởi của nó, sự đoàn diệt của chúng và cái con đường đưa đến sự đoàn diệt của 12 duyên khởi, đồng nghĩa với sự đoàn trừ khổ đau. Đây, cái lý duyên sinh mà nó vận hành ấy, thì nó sẽ khổ đau đó, cứ tiếp tục ấy. Ở trong này chúng ta thấy là cái samsara nằm ở trong này, khổ đau và tiếp tục ở trong vòng này. Nhưng mà khi nào cắt đứt đi, chặt đứt đi đấy, chẳng hạn đây là ai chẳng hạn, chặt đứt ai ngay là vậy, tất cả cái hệ thống này nó sụp đổ này, thì khổ đau nó loại trừ đi. Còn không thôi là từ bị bao bọc bởi cả này, 12 chi phần này là đồng nghĩa những cái nguyên nhân gây nên khổ đau cả, những vậy như cả mà không nhận thức rõ nó này, mà luyện nó, thích thú nó, để cho nó cứ tiếp tục vận hành, cứ kéo dài thì cứ khổ đau nó, cứ kéo dài mãi. Nhưng mà khi nhận thức được rõ nó là vậy, này, nhận thức rõ nó là khổ rồi này, thì nguyên nhân đưa đến khổ đau rồi này, nhận thức rõ cái gốc rễ của nó, gọi là sự tập khởi, sự đoàn diệt và cái cách thức để mà đoàn diệt nó, mà cố gắng để mà đoàn trừ nó, thì đồng nghĩa với việc rằng là khổ đau chấm dứt, đồng nghĩa với cái hệ thống này. Này, của những cái gọi là trói buộc này bị loại trừ đi,
thì chặt đứt đi, để làm cho tiêu tản đi, để khởi để khổ đau chậm dứt này. Đây gọi là lý duyên diệt là vậy. Duyên sanh là lý duyên diệt, hiểu biết rõ là cái nguyên lý khiến cho cái sự khổ đau và sinh khởi. Này là do vô minh duyên hành, hành duyên thức vân vân, do đến đưa đến già chết sâu bi khổ nào vậy. Và cái nhận thức được là lý là duyên diệt, nghĩa là sự đoạn trừ vô minh, do đoạn trừ vô minh mà hành diệt thức diệt vân vân, cho đến già chết sâu bi khổ nào diệt. Như vậy là hiểu được cái gọi là nguyên lý về cái sự đoạn diệt của các cái gốc rễ khổ đau, mà nỗ lực để mà đoạn diệt nó thì thoát khỏi khổ đau là vậy. Thế là nói đến là cái giáo pháp duyên khởi là vậy đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng mỗi chi phần duyên khởi vốn bao hàm trong nó tất cả các chi phần còn lại trong đó, cho nên mỗi cái khi nó một cái vận hành ấy, đồng nghĩa là tất cả cái hệ thống được vận hành. Tương tự như thế, khi một cái mà được loại trừ thì đồng nghĩa là cả cái tất cả các cái khác được loại trừ đi, này nó chấm dứt đi là vậy. Nó có sự tương tác này trong đó, nó hỗ trợ này, trong cái sanh có vô minh ở trong đó rồi này, nó vô bao gồm cả ái cả sanh, vô minh ở trong đó nhiều này. Do đó là cho nên người ta cũng nói rằng là cứ đoạn trừ từng cái mà chỉ nói rằng là cái tập trung vào một cái chặt này, ái diệt và khổ diệt này, vô minh diệt và khổ diệt, hoặc là thụ diệt và khổ diệt vân vân, thì nó nói đến cái vấn đề rằng là cái vòng này là bao gồm không phải 12 đó, đó là mình liệt kê ra kể 12 chứ có cái tên gọi để mình nhận thức được mà thôi. Thực sự là biết bao nhiêu yếu tố trong đó, mỗi yếu tố như vậy, cái ái này là biết bao nhiêu yếu tố trong đó, kể sao hết được, nó trùng trong đó. Ta gọi là trùng duyên khởi là vậy. Cái đồ Phật là thôi không nói thôi, cho nói đến rồi. Nên nói cho nên cái giáo lý duyên khởi này Đức Phật nói rằng là nói là cả nửa tháng thôi, mà không hết. Và ngài Xá Lợi Phất vậy, có khả năng là trình bày pháp duyên khởi này mấy tuần lễ mà nói về cái pháp duyên khởi ấy thôi. Thực ra là đúng, hắn cứ trung nói mà hết. Bởi vì tùy theo cái vấn đề là trí tuệ của người nào sâu càng cỡ nào mà trình bày mà thôi. Mình thì mình chưa biết bao nhiêu, cho nên mình nói chung hết liền đấy. Còn những người mà ta chứng ngộ đó, ta thấy rõ rồi đấy. Thằng này đẻ ra thằng kia đẻ ra thằng nào, biết bao nhiêu thứ trong đó. Nói về con người ngũ uẩn chúng ta không đơn giản là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng bây giờ chỉ biết bao nhiêu yếu tố trong đó. Mỗi cái sắc pháp không thôi, nó sở dĩ gọi sắc pháp như vậy thì biết bao nhiêu cái yếu tố để hình thành đến sắc pháp này, nó nhiều lắm. Hay đây là cái bài kinh, chúng ta là bài kinh thì là chẳng kiện xong rồi, nhưng chúng ta sang cái bài kinh mới.